Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1961, cửu ca, anh là ma quỷ sao? Tư Dạ Hàn tất nhiên là không có khả năng nói ra những lời này, vì vậy Diệp Oản Oản liền bàn điều kiện với anh, không nói cũng được, vậy ngày mai anh phải bồi em đi dạo phố ăn vặt. Nếu như anh không đi, em sẽ tìm người khác. Đây căn bản không phải là bàn điều kiện, nên gọi là uy hiếp trắng trợn đi. Ban ngày có chuyện, phải đợi một chút. Cũng được, dù bao lâu em cũng sẽ đợi anh. Sáng sớm hôm sau, trụ sở chính Atula. Lâm Khuyết có một văn kiện khẩn cấp cần có chữ ký của Tư Dạ Hàn, vì vậy trực tiếp đến chỗ ngủ mà tìm, lại không ngờ sau khi đi tới lại không tìm thấy người. Vì vậy Lâm Khuyết lại đi đến thư phòng, sau đó nhìn thấy Tư Dạ Hàn lại có thể đang ở trong thư phòng. Cửu ca, làm sao giờ này anh lại ở trong thư phòng vậy? Không phải là đêm qua anh thức trắng đấy chứ? Lâm Khuyết kinh ngạc hỏi. Bó tay. Bệnh cũ của anh lại tái phát, Lâm Khuyết lo âu hỏi. Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp, bởi vì đêm qua giông tố, cúp điện. Ồ, thì ra là vậy, tối ngày hôm qua đúng là trời mưa hơi to, rất nhiều nơi đều bị cúp điện, chỗ của chúng ta cũng bị cúp mất một lúc. Lâm Khuyết nói xong, có chút không hiểu, tại sao giông tố cúp điện mà anh ta lại không đi ngủ. Chưa từng nghe nói cửu ca lại sợ sét đánh cả. Hích, cửu ca, chẳng lẽ anh sợ sét đánh? Hay là sợ bóng tối? Lâm Khuyết yếu ớt hỏi. Tư Dạ Hàn, Oản Oản sợ, nên gọi điện thoại nói chuyện với nàng suốt cả đêm. Lâm Khuyết, cái miệng đáng ghét này, tại sao lại phải đi hỏi nhiều? Tư Dạ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, từ giữa chồng văn kiện cao như núi ngẩng đầu lên, thuận miệng dặn dò một câu, hôm nay sau khi buổi làm việc với đối tác kết thúc, chở tôi đi đến phố ăn vặt. Lâm Khuyết gật đầu một cái, à, cũng được thôi. Bất quá, làm sao anh lại đột nhiên có hứng thú với loại địa phương đó rồi hả? Lần trước tôi nói muốn đi dạo anh còn chê là buồn chán cơ mà. Tư Dạ Hàn, Oản Oản muốn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Khuyết, cửu ca, anh có thể tìm người khác đi cùng anh hay không? Lâm Khuyết cơ hồ có chút tan vỡ hỏi. Tư Dạ Hàn, không thể. Lâm Khuyết, cửu ca, anh là ma quỷ sao? Tư Dạ Hàn lườm cậu ta một cái, cậu muốn tôi tìm Khương Viêm. Lâm Khuyết không phản đối. Nếu như Khương Viêm biết được, còn sẽ không tự lao đầu vào chỗ chết mà đi ngăn cản hay sao? Coi như là tâm phúc của cửu ca, coi như là người duy nhất biết chân tướng kinh thiên này, biết được quan hệ giữa hai người, trọng trách trên vai hắn thật sự là quá nặng, quá nặng. Tiểu Hồng à, ca ca đây vì cậu mà phải chịu đựng nỗi đau đớn thầm kín không thể cho một ai biết đấy. Trạng vạng tối, Lâm Khuyết nhận mệnh lái xe, sau 7-8 lần quẹo trái quẹo phải đã đi đến phố ăn vặt. Sau khi xuống xe, nhất thời liền nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt, hôm nay dường như có cử hành một lễ hội hoa đăng nào đó, toàn bộ con đường đều là từng cặp tình nhân trẻ. Lâm Khuyết lại một lần nữa hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm. Cửu ca à, anh nhất định phải bồi nha đầu kia đi dạo phố sao? Vạn nhất bị người khác nhận ra hai người, còn không phải là hù chết người ta hay sao? Lâm Khuyết đang tỏ vẻ, cơn tim nát tan, lâu nước thương dân, cách đó không xa truyền tới một thanh âm trong vắt. A cửu. Nghe được tiếng của Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết theo bản năng mà quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới, kết quả, một giây kế tiếp liền nhìn thấy, một cô gái mặc áo đầm trắng, mái tóc dài màu đen, thuần khiết xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện ở trong tầm mắt. Mẹ nó, Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết dùng sức dụi dụi con mắt. Hôm nay Diệp Oản Oản tóc đen váy dài, ăn mặc cứ như một tiểu tiên nữ. Ai lại nghĩ tới nàng sẽ là tóc húi cua ca của Không Sợ Minh. Sợ rằng dù có là trưởng lão hay đường chủ Không Sợ Minh chạm mặt ở đối diện, cũng sẽ không dám tới nhận người quen. Chương 1962, bảo vệ cửu ca an toàn. Nghe thấy tiếng, A cửu, quen thuộc kia, Tư Dạ Hàn bỗng có chút miên man. Tiếp đó, liền thấy một bóng hồng đang lao về phía mình với vận tốc của ánh sáng. Thời điểm Lâm Khuyết trợn mắt hốc mồm, Diệp Oản Oản đã chạy tới trước mặt, sau đó khoác lấy tay Tư Dạ Hàn, chờ lâu lắm rồi sao? Thật xin lỗi, em thay đồ hơi lâu một chút, đổi, nhẹ, phong cách một chút. Cô thế này mà gọi là, đổi nhẹ sao? Còn không phải là đã biến thành một người hoàn toàn khác sao? Lâm Khuyết sạm mặt lại. Hắn không nhớ đã bao lâu chưa từng thấy Diệp Oản Oản ăn mặc theo bộ dáng này. Nhưng bởi vì hiện tại có tầng thân phận Không Sợ Minh chủ của nàng đặt làm hệ quy chiếu,
cho nên cú sốc mà lần gặp này mang lại thậm chí còn lớn hơn cả lần đầu hắn thấy được vẻ đẹp của nàng năm đó. Còn nữa, trên người nha đầu này có phải là có mang máy đổi giọng rồi hay không? Giọng nói ôn nhu đến mức khiến toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên rồi này. Diệp Oản Oản dường như mãi tới giờ phút này mới vừa phát hiện ra Lâm Khuyết cũng có mặt, lộ ra vẻ tương đối ghét bỏ, làm sao cậu cũng có mặt ở đây vậy? Đương nhiên là vì muốn bảo vệ cửu ca an toàn rồi, ai biết được cô sẽ làm cái gì với anh ấy? Lâm Khuyết cố ý xuyên tạc. Diệp Oản Oản, xì, một tiếng, làm sao cậu biết không phải là cửu ca nhà cậu hy vọng tôi làm cái gì với anh ấy cơ chứ? Lâm Khuyết, miệng nó, làm sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Rốt cuộc tôi cũng lý giải được tại sao mỗi lần gặp cô Tiểu Hồng đều bị chọc tức đến gần chết. Cửu ca, sao anh không quản cô ấy chặt một chút? Tư Dạ Hàn lườm Lâm Khuyết một cái, ra lệnh, cậu chờ tôi ở quán trà đối diện. Lâm Khuyết, đây là thừa nhận cách nói của nha đầu kia, có đúng không? Đúng không, đúng không? Hắn đây là đã tạo cái nghiệt gì, không chỉ phải che giấu giúp hai người này, còn phải chịu cảnh bị tọng thức ăn cho chó vào họng, cuối cùng còn bị ghét bỏ. Ôi cái phận cầu độc thân. Sau khi Lâm Khuyết rời đi, Diệp Oản Oản lập tức kéo Tư Dạ Hàn đi dạo. Trên đường, dòng người qua lại tấp nập, bọn họ hòa lẫn vào trong đám người, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Huống chi nàng còn ăn mặc như vậy, chỉ là gương mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút quá bắt mắt. Chờ một chút, anh đeo cái này lên đi. Diệp Oản Oản móc ra một cái khẩu trang. Tư Dạ Hàn nghe lời đeo lên. Diệp Oản Oản mặc dù có chút tiếc nuối vì không nhìn thấy được gương mặt điển trai đó nữa, nhưng lại yên tâm hơn không ít, hoàn mỹ, như vậy chúng ta liền có thể an an tâm tâm đi hẹn hò. Hẹn hò. Thần thái Tư Dạ Hàn khẽ run rẩy. Hai chữ này đối với anh mà nói giống như đã là chuyện của một thế giới khác, khiến cho anh có một loại cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. A Cửu, ngày hôm nay em có xinh đẹp không? Diệp Oản Oản không nhịn được, lập tức khoe bộ đồ mà nàng đã tỉ mỉ lựa chọn. Cũng ổn, giọng nói của Tư Dạ Hàn có chút thờ ơ. Diệp Oản Oản nhất thời không hài lòng, cái gì mà cũng ổn. So với bình thường, hôm nay chẳng lẽ không phải là em đặc biệt đẹp sao? Bình thường nàng ăn mặc xuềnh xoàng, chân đi dép lào, có sự tương phản rất lớn. Kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc mà nói, so với bình thường, cũng không khác biệt. Diệp Oản Oản, mắt của người này bị mù rồi, người đàn ông của nàng. Mắt bị mù thật rồi. Được rồi, được rồi, dù sao vị này khi ngắm nhìn gương mặt được nàng trang điểm xấu đến mức ma chê quỷ hơn mà còn có thể nói ra câu, vẫn ngon miệng như thế. Cho nên nàng lựa chọn quần áo khổ sở như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đại khái là nhìn thấu sự bất mãn của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn dắt nàng đi tới một quán hàng rong bán kẹo đường ở phía trước, ăn cái này không? Thấy có kẹo đường, tâm tình Diệp Oản Oản không khỏi thoáng trở nên ôn hòa hơn. Ban đầu, cái anh chàng có chỉ số nhạy cảm IQ âm này, ngay cả hẹn hò như thế nào cũng không biết, vẫn là nhờ có nàng, dạy dỗ, từng chút một đấy. Xem ra cũng có chút thành quả, ít nhất cũng biết mua kẹo đường để dỗ nàng rồi. Diệp Oản Oản quả quyết nói, ăn. Tư Dạ Hàn nhìn về phía chủ tiệm, bao nhiêu tiền? Chương 1963, không phải là em có thuốc giải sao? Chủ tiệm nhìn thấy cặp trai xinh gái đẹp trước mặt này. Không kiềm được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Tướng mạo của cô gái cũng không cần nói, còn chàng trai thì dù có đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra dung mạo bất phàm. Bất quá, những cặp tình nhân trẻ hẹn hò cũng thường lui tới nơi này, cũng không có chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần cặp tình nhân trẻ này không phải là Tu La chủ của A Tu La và tóc húi cua ca của Không Sợ Minh là được. Chủ tiệm nhiệt tình đáp, 10 đồng một cây, rất rẻ. Tiểu soái ca, mua cho bạn gái một cây đi. Nghe được hai chữ, bạn gái, của chủ tiệm, Tư Dạ Hàn lấy từ trong túi ra một tờ 100 tệ, không cần thối lại. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tư Dạ Hàn chi tiền, không khỏi suýt xoa. Ngày trước đi hẹn hò, ngay cả tiền mặt cũng không biết mang theo, hiện tại cũng đã biết đến những chỗ như thế này cần phải mang theo tiền. Mua kẹo đường xong, Tư Dạ Hàn lại liên tiếp mua cho nàng túi lớn túi nhỏ toàn là đồ ăn vặt, sau đó hai người đi vào một quán ăn vô cùng cao cấp. Còn muốn ăn gì? Tư Dạ Hàn mở thực đơn ra và hỏi. Diệp Oản Oản vừa cắn một chiếc bánh mật, vừa nhồm nhoàm đáp em muốn ăn. À mà thôi, có nói ra cũng không ăn được. Tư Dạ Hàn, em muốn ăn cái gì, anh cũng đều sẽ mua giúp em. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, không cần đâu, không thể nào.
không ăn được. Tư Dạ Hàn có chút tò mò, là cái gì? Diệp Oản Oản, ăn, anh. Tư Dạ Hàn. Cùi trỏ của Diệp Oản Oản tì lên trên bàn, nháy mắt một cái, hi hi, em đã nói rồi mà, có phải là anh đã quên hai ta còn đang trúng phải tình cổ rồi hay không? Anh không định giải cổ với em sao? Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp, không phải là em có thuốc giải sao? Ặc ặc, khục khục khục, làm sao anh biết, ai nói em có thuốc giải? Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt. Đệt, chẳng lẽ là, Nhiếp Vô Danh? Có phải cái tên khốn Nhiếp Vô Danh kia cũng chạy tới chỗ anh chào hàng rồi hay không? Diệp Oản Oản tức giận nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Nói xong, nàng phát hiện ra có chỗ nào đó sai sai. Hích, không đúng, Nhiếp Vô Danh nói với em thuốc giải này chỉ có bên nữ uống vào mới có thể hiệu nghiệm, anh ta tới chỗ anh giao bán như thế nào? Chẳng lẽ tên tử quỷ sao kia đã nghiên cứu ra thuốc giải mà bên nam uống cũng có hiệu quả? Diệp Oản Oản hỏi. Sao biệt danh cô ả người lúc nào cũng đeo quan tài sau lưng? Không phải, Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó đáp, bởi vì nếu anh mua thuốc giải, đại khái có thể nghĩ biện pháp để khiến em ăn, như vậy anh cũng có thể giải độc cho mình. Diệp Oản Oản sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ minh bạch. Nhất định là Nhiếp Vô Danh tìm tới Tư Dạ Hàn, nói với anh chỉ cần bên nữ dùng, liền có thể giải được cổ độc. Sau đó khuyên khích Tư Dạ Hàn ép, dụ, dọa, bằng mọi cách khiến Diệp Oản Oản uống là được. Nhiếp, Vô, Danh, chư tiên xa cái đồ con hàng chết bầm. Hình tượng tiểu tiên nữ của Diệp Oản Oản hoàn toàn bị sụp đổ bởi vì con hàng Nhiếp Vô Danh. Anh mua rồi hả? Diệp Oản Oản nhất thời nheo cặp mắt lại đầy nguy hiểm. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt, anh mà giam nuôi đã mua, im liền căn chê tanh, của cô gái, đáp, không có. Lúc này, ngọn lửa giận của Diệp Oản Oản mới thoáng bình ổn lại một chút, hừ, anh ta đến tìm em, nhưng em không mua. Anh cũng tuyệt đối đừng mua đồ của anh ta, có nghe hay không? Tại sao lại không mua thuốc giải? Tư Dạ Hàn dừng một chút, ngay sau đó hỏi. Tại sao em lại phải mua thuốc giải, không phải là em đã có sẵn rồi sao? Diệp Oản Oản nhấc tay Tư Dạ Hàn lên, đặt lên miệng khẽ cắn yêu một cái. Cảm giác nhột nhột nơi bàn tay trong thoáng chốc như truyền thẳng vào tim. Hiệu quả của câu nói này không khác nào một lời tỏ tình thề non hẹn biển, anh và em yêu nhau say đắm, em chỉ yêu anh, chỉ yêu mình anh. Diệp Oản Oản đang chơi đùa đầy vui vẻ, ánh mắt liếc xéo qua, đột nhiên vô cùng lanh lẹ, nhìn thấy có người quen tiến vào. Mẹ nó, Thu Thủy. Diệp Oản Oản không nghĩ tới lại có thể đụng phải Thu Thủy vốn đã lâu không gặp ở chỗ này. Hơn nữa, cũng không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy Thu Thủy, nàng liền bất giác cảm nhận được có điểm chẳng lành. Chương 1964, lại vừa ý ai? Thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi, sao vậy? Diệp Oản Oản vừa đưa một tay lên che mặt, vừa thấp giọng nói, cô gái kia là một vị đường chủ không sợ minh bên em. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang, thấy được một cô gái mặc trang phục màu tím, vóc người cao ráo thon thả đang đi về hướng bọn họ. Thu Thủy tựa hồ là phát hiện ra nàng, nhìn chằm chằm về phương hướng của Diệp Oản Oản, cặp mắt sáng lên, ngay sau đó vọt thẳng về phía trước. Mẹ nó, làm sao lại đi tới đây vậy hả? Chẳng lẽ bị nhận ra rồi? Chuyện này không khoa học, hích hích. Tiểu Phong. Diệp Oản Oản còn chưa kịp phản ứng, Thu Thủy đã lướt tới trước mặt nàng, đầy mừng rỡ mà tíu ta tíu tít, Tiểu Phong. Đúng thật là cô rồi. Biểu cảm của Diệp Oản Oản quả thật là không tưởng tượng nổi, ngơ ngơ ngác ngác tự chỉ vào bản thân mình, con mẹ nó, tôi mặc như thế này mà cô cũng dám nhận người quen sao? Thu Thủy cười nói, hình dáng gì của cô mà tôi chưa từng thấy chứ? Cô lừa gạt người khác thì coi như xong đi, còn muốn lừa cả tôi sao? Diệp Oản Oản. Không ngờ quan hệ giữa nàng và Thu Thủy đã tốt tới trình độ có hóa ra cho cũng có thể nhận ra. Ban đầu, Bắc Đầu và Thất Tinh thay phiên đến sò xét thân phận của nàng, đều không xác định được. Cuối cùng nhờ Thu Thủy ra tay, mới xác định được nàng chính là Bạch Phong. Sau đó, nghe nói lúc ấy Thu Thủy nhờ vào một vết bớt bẩm sinh nào đó trên người nàng để xác định. Có thể thấy, quan hệ của nàng và Thu Thủy quả thật là vô cùng thân mật. Chợt nhận ra điều này, khiến cho cảm giác nguy cơ của Diệp Oản Oản càng thêm mãnh liệt. Thu Thủy không phải đã đi đến nơi khác tìm thuốc giải cổ độc tình đầu ý hợp cho nàng rồi hay sao? Làm sao mới giờ đã quay về rồi vậy hả? Thu Thủy, không phải là cô đã đi nơi khác rồi hay sao? Diệp Oản Oản hỏi. Đừng nói nữa,
chuyện tìm thuốc giải không được thuận lợi cho lắm, lại không yên tâm về cô, nên chỉ có thể quay về trước. Không ngờ thời điểm ghé tiệm này lại có thể gặp được cô, cho nên mới qua đây đấy. Diệp Oản Oản, nên nói như thế nào đây? Vận khí của cô nàng này cũng đúng là quá trùng hợp rồi. Vậy mà cũng có thể gặp được. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ làm sao để đẩy Thu Thủy đi, thì Thu Thủy đã chú ý tới Tư Dạ Hàn ngồi đối diện Diệp Oản Oản. Cô trực tiếp đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Oản Oản, ngay sau đó quan sát Tư Dạ Hàn một lượt từ trên xuống dưới. Đeo khẩu trang không thấy được mặt, nên không thấy rõ được tướng mạo. Nhưng một người có thể được Tiểu Phong hẹn đi ăn cơm, lại còn bắt đeo khẩu trang, có thể khẳng định là dáng rất không tệ. Về vóc người, cũng khá ổn. Được rồi, là rất rất ổn. Chuyện này, vị này là, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ cách để lừa gạt. Ai ngờ, không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thu Thủy đã bày ra bộ dáng không thèm để ý, bàn cô nương đây đã quá căng rồi, trực tiếp xua tay một cái, được rồi. Được rồi, không cần giới thiệu đâu, tôi đây bất kể cô lại vừa ý ai. Đã khuyên nhủ nhiều lần cũng vô dụng, tôi cũng lười tiếp tục hao hơi tổn sức khuyên cô. Đối diện, Tư Dạ Hàn nghe vậy, tay bưng ly trà hơi dừng một chút, nhìn qua giường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Về phần Diệp Oản Oản, mồ hôi lạnh đều thấm đẫm rồi. Cái gì gọi là, lại vừa ý ai? Nàng ngày trước từng vừa ý nhiều người như vậy sao? Diệp Oản Oản đầy kiêng kỵ nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở đối diện, khẽ ho nhẹ, cái gì mà, lại vừa ý. Đừng bêu xấu tôi là người trung thủy nhất đấy, có được hay không? Thu Thủy nghe vậy, tựa như cười mà không phải cười, chế nhạo, vâng vâng vâng, là tôi bêu xấu cô. Cô theo đuổi Kỳ Tu Nhiễm suốt mười mấy năm, vì anh ấy lên núi đao xuống biển lửa, còn không phải là trung thủy hay sao? Phụt, khục khục khục, cô nói cái gì? Diệp Oản Oản mới vừa hớp một ngụm nước trà, phun một cái, sặc sụa liên hồi. Chương 1965, mê luyến Kỳ Tu Nhiễm nhiều năm như vậy. Ngón tay cầm ly trà của Tư Dạ Hàn đột nhiên siết chặt thấy rõ, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, thấy rõ trên thân ly trà kia có nhiều hơn vài vết rạn. Sao đột nhiên trời lại lạnh vậy ta? Thu Thủy, cô đừng có nói bậy nữa. Diệp Oản Oản không ngừng nháy mắt cùng với Thu Thủy. Mới vừa rồi Thu Thủy nói cái gì? Nàng lại có thể từng theo đuổi Kỳ Tu Nhiễm. Tôi nói bậy, chuyện gì của cô mà tôi không biết chứ? Khi đó cô thích Kỳ Tu Nhiễm như thế, không phải là anh ấy không chịu. Theo đuổi nhiều năm như vậy, bởi vì Kỳ Tu Nhiễm cự tuyệt cô, trong những ngày chán trường, đã từng làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Thu Thủy sổ luôn một tràng, không ngờ rằng mình vừa bán đứng minh chủ nhà mình sạch sẽ. Lượng tin tức này quá nhiều, mắt Diệp Oản Oản đều đã trợn tròn cả lên. Thu Thủy sắc mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, chẳng qua là, Tiểu Phong, tôi hỏi này, rốt cuộc cô nghĩ như thế nào vậy? Mê luyến Kỳ Tu Nhiễm nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả mới xua tan mây thấy được ánh trăng rồi, tại sao cô lại còn đi ra ngoài làm bậy? Thu Thủy nói xong, còn đảo mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cứ như thể đang nhìn một người vượn trong sở thú vậy. Cái tên dã nam nhân kỳ đà cản mũi này. Rắc rắc. Trong nháy mắt khi Thu Thủy dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhìn thấy ly trà của người nào đó ở đối diện. Bể, nát. Mà đại não Diệp Oản Oản giờ phút này đã hoàn toàn ngu người, lặng yên tại chỗ rồi. Đây là lần đầu tiên Thu Thủy lại nha lại nhải tuôn luôn một tràng dài như vậy, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản ứng nào. Lượng tin tức ẩn chứa trong này, con miệng nó cũng thật là quá lớn rồi đấy. Tôi bất kể cô lại vừa ý ai. Mê luyến Kỳ Tu Nhiễm nhiều năm như vậy. Chỉ riêng hai câu này, đã đủ để có thể khiến cho nàng chết không có chỗ chôn. Em không phải, em không có. Bảo bảo, anh nghe em giải thích. Vạn vạn không ngờ tới, tai vạ bất ngờ từ trên trời rớt xuống. Diệp Oản Oản quả thật là muốn hộc máu. Biểu cảm của chàng trai bị che khuất đằng sau chiếc khẩu trang không nhìn thấy được, nhưng chính vì không thấy được nên mới khiến Diệp Oản Oản run sợ trong lòng. Thu Thủy thấy Diệp Oản Oản sốt sắng như vậy, có chút cạn lời, coi cô kìa, chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Tại sao vậy? Diệp Oản Oản, cho xin đi, quá lắm rồi đấy. Thật mà, bảo bảo, đây nhất định là tin nhảm vỉa hè, là tin đồn tào lao. Chuyện này tuyệt đối không hề có. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Thu Thủy trừng nàng một cái nói, tin nhảm. Tôi vừa mới quay trở về liền nghe được tin cô đã đi tranh giành nhẫn của Kỳ Hoàng rồi. Còn vì vậy mà gây hấn với Tu La Chủ. Vậy mà là tin nhảm sao? Tôi nói cô cũng thiệt là,
một chiếc nhẫn giỏng của người ta thôi mà cô cũng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Năm đó còn không phải là cô nhờ tôi tuyên bố giúp nhiệm vụ này tại học viện lính đánh thuê hay sao? Những thông tin lần lượt bị Thu Thủy tiết lộ ra, Diệp Oản Oản đều đã sắp bị đập đến mộng bức rồi, ngơ ngác chỉ vào khuôn mặt của mình, chuyện này. Nhiệm vụ này là tôi yêu cầu. Còn không phải sao, Thu Thủy liếc nàng một cái. Diệp Oản Oản mặt xám như cho tàn, nhìn thoáng qua người nào đó ở đối diện. Xin hỏi, nàng còn có thể cứu sao? Sau một tiếng răng rắc, ly trà trong tay chàng trai bởi vì không chịu nổi mà bể tan tành. Nước trà màu xanh nhạt hòa lẫn vào trong những giọt máu do vết cắt, loang lổ trên bàn. A Cửu, Diệp Oản Oản vụt một cái đứng thẳng lên. Tư Dạ Hàn cũng thẳng tắp sống lưng, chậm rãi đứng lên. Sau đó, anh đưa tay lên, tháo khẩu trang trên mặt xuống, né bàn tay của Diệp Oản Oản, hờ hững dùng khẩu trang lau máu trong lòng bàn tay, rồi ném sang một bên. A, mới vừa rồi còn mắng Diệp Oản Oản không có tiền đồ, Thu Thủy chợt nhìn thấy được khuôn mặt của nam nhân đối diện, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Chương 1966, cô là đang đùa với lửa. Thu Thủy mặt không còn chút máu, giống như thấy được thứ gì đó cực kỳ khủng bố, anh. Anh là, Tu La Chủ. Tại sao Tiểu Phong lại sẽ cùng Tu La Chủ đi ra ngoài ăn cơm? Thế này cũng quá dọa người rồi. Tư Dạ Hàn giống như không nhìn thấy Thu Thủy, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Oản Oản ở đối diện. Ánh mắt này khiến cho lòng Diệp Oản Oản cảm thấy bất an, giống như rơi vào trong hồ băng vậy. Nàng thật sự không muốn sống nữa. Tiểu Phong, cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cô lại ở cùng? Thu Thủy đều đã sắp bị dọa đến tiểu gia quần, cùng một chỗ với Tu La Chủ. Chẳng lẽ là vì giải cổ độc sao? Thu Thủy hạ thấp giọng, cô thế này không phải là giải cổ, mà là đang đùa với lửa đấy. Cô đang đi tìm chết sao? A Cửu, anh nghe em giải thích. Diệp Oản Oản đã không có thời gian để ý tới Thu Thủy, vào lúc này quả thật là nhức đầu không thôi. Được rồi, thật ra thì căn bản là nàng cũng không biết giải thích thế nào. Lời Thu Thủy nói, rất có thể là sự thật. Trong con người Tư Dạ Hàn như có lửa giận sôi trào, chẳng qua là ánh mắt giống như vực đen sâu không thấy đáy đã nhấn chìm phần nào ngọn lửa giận kia. Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản sắc mặt cứng đờ. Xong, xong thật rồi, xưng hô lại biến thành Bạch Minh Chủ rồi. Trên mặt của Tư Dạ Hàn đầy vẻ cô đơn, dùng ngữ khí như không hề bận tâm, tỉnh táo đến mức làm người ta hoảng hốt mà mở miệng, tình cổ thực sự rất phức tạp, không thể đùa bỡn, Bạch Minh Chủ vẫn là nên dùng thuốc giải để xử lý độc tính thì hay hơn. Nói xong câu này, Tư Dạ Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu một cái coi như là cáo từ, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Oản Oản lau mặt. Xong rồi. Lần này là thực sự tức giận rồi. Diệp Oản Oản đập đầu ở trên mặt bàn, Thu Thủy, tôi bị cô hại chết rồi. Cô tới cũng quá đúng lúc rồi. Thu Thủy lầu bầu nói, Tiểu Phong, tôi còn chưa hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Làm sao cô lại còn than phiền là tôi tới rồi? Không phải là tôi đã rất nhiều lần nhắc nhở cô không nên đi trêu ghẹo Tu La Chủ sao? Người đàn ông này căn bản không phải là người có thể trêu ghẹo được đâu. Diệp Oản Oản. Nàng không chỉ trêu ghẹo, mà còn cưa đổ luôn rồi, không được sao? Thật là tức chết mà. Cô và tôi cũng nên trao đổi cho rõ ràng, ai nói tôi thích Kỳ Tu Nhiễm? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Vốn là cô thích Kỳ Tu Nhiễm mà. Nhiếp Vô Ưu thích Kỳ Tu Nhiễm. Không phải là chuyện mà người của cả Độc Lập Châu đều biết sao? Thu Thủy mặt đầy ngơ ngác. Diệp Oản Oản lòng như cho nguội. Vạn vạn không ngờ tới, Thu Thủy cũng biết thân phận thật của nàng, khó trách cô ấy biết được chuyện mình và Kỳ Tu Nhiễm có hôn ước. Thật là bậy rồi, ngàn phòng vạn phòng, lại quên phòng Thu Thủy bên này. Coi như đúng thật là tôi từng thích anh ta, nhưng mà, với cá tính của tôi, nếu như theo đuổi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Tôi còn có thể tiếp tục quấn chặt lấy không buông sao? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Thu Thủy nghe vậy, tỏ ra có chút do dự, a. Sau khi cô bị cự tuyệt, quả thật từng nói với tôi rằng cô rất tuyệt vọng. Sau đó ngày ngày uống say, gây chuyện sinh sự khắp nơi. Nhưng, rõ ràng là cô không thể nào quên được anh ấy. Diệp Oản Oản, tôi đây không thể thay lòng đổi dạ hay sao? Chớ có nói đùa, cô có thể thay lòng đổi dạ với ai chứ? Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mặc dù coi như là cô ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chẳng qua là chiếm chút tiện nghi ngoài miệng thôi, không hề thật lòng với bất kỳ một người nào.
Thu Thủy tỏ vẻ khinh thường. Diệp Oản Oản, tôi thay lòng với Tu La chủ không được sao? Mặc dù rất nhiều chuyện nàng không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn là nàng hiểu rõ chính mình. Nếu như năm đó Kỳ Tu Nhiễm cự tuyệt nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đoạn tình cảm này. Chương 1967, chứng minh sự trong sạch của mình. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, lần này trở về, lúc gặp lại Kỳ Tu Nhiễm, mặc dù vẫn cảm thấy thân thiết quen thuộc, nhưng cũng không có loại cảm giác đặc biệt nào. Nàng cảm thấy, hẳn là nàng đã thích người khác, trong chuyện này hẳn là có sự tình nào đó mà ngay cả Thu Thủy cũng không biết được. Từ thông tin trước mắt mà nói, nàng mất tích sau khi cuộc tranh đấu của Võ Đạo Liên Minh và Tội Ngục kết thúc. Khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết. Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại, nàng suy đoán rất có thể chính là trong giai đoạn này mình đã quen biết Tư Dạ Hàn. Bất quá, Tư Dạ Hàn lại là Tu La chủ, nàng thì lại là lão đại tóc húi cua ca của Không Sợ Minh. Rốt cuộc bằng cách nào lại cùng với thủ lĩnh của A Tu La ở chung một chỗ? Chuyện này cũng quá không khoa học rồi đi. Quả thật là không nghĩ ra. Con mẹ nó chứ, thật là làm nàng tức chết rồi. Tên khốn kia lại có thể bảo nàng dùng thuốc giải. Đây là trần trụi bêu xấu nàng. Nàng nhất định phải tìm lại trí nhớ để chứng minh sự trong sạch của mình. Tóm lại tôi đã không còn thích Kỳ Tu Nhiễm nữa rồi, đối với anh ta chẳng qua là nói chuyện xã giao mà thôi. Cô ngàn vạn lần đừng nói bậy bạ ở bên ngoài. Còn nữa, nhất là thân phận thật của tôi, nhất định phải bảo mật. Chuyện này đương nhiên là tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Thu Thủy nói xong, đầy thâm ý nhìn nàng một cái. Tôi cứ có cảm giác sao sao ấy, thái độ vừa rồi của cô có gì đó không đúng nha. Làm sao cô lại khẩn trương về chuyện của Tu La chủ như vậy? Còn gọi anh ta là, bảo bảo. Còn có thể không khẩn trương sao? Tôi trăm ngàn cay đắng mới cưa đổ được tới tay. Mới vừa dỗ xong liền bị cô chọc cho tức giận bỏ đi. Diệp Oản Oản tức giận nói. Thu Thủy trợn mắt hốc mồm, không phải chứ? Thật sự là cô đã cưa đổ được tới tay rồi hả? Thu Thủy nói xong. Lập tức phản ứng lại, cảm thấy không có khả năng, đầy khinh thường nói, đừng chém gió nữa. Mới vừa rồi người ta đã cự tuyệt cùng cô giải cổ độc rồi, còn bảo cô uống thuốc giải đấy. Đệt, trái tim Diệp Oản Oản lại bị đâm thêm một dao, đây còn không phải là vì bị cô ta chọc tức hay sao? Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, trên đường phố, Lâm Khuyết đang đứng đợi, bỗng nhìn thấy Tư Dạ Hàn ở xa xa, có chút kinh ngạc, hả? Cửu ca! Làm sao lại trở về nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng tối nay các người sẽ qua đêm ở bên ngoài đấy. Lâm Khuyết nói xong liền phát hiện ra biểu cảm của Tư Dạ Hàn có gì đó sai sai, cửu ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tư Dạ Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, mở cửa xe ra, ngồi ở trên ghế sau, nhắm hai mắt lại, giống như tất cả khí lực đều bị rút sạch. Lái xe, cửu ca, anh, Lâm Khuyết mặc dù bụng đầy thắc mắc, nhưng thấy trạng thái bây giờ của anh ta cực kỳ nguy hiểm. Cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nín nhịn. Chỗ ngồi phía sau, khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo của chàng trai chậm rãi nở một nụ cười đầy đau khổ. Nếu như là lúc trước, hẳn là anh sẽ còn có thể cảm thấy may mắn vì nàng đã mất đi tất cả ký ức, còn có thể chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không nhớ tới chuyện trước kia, còn có thể tiếp tục lừa mình dối người, về cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, sao? Sao hai bên đều có cảm tình với nhau? Nhưng bây giờ, nàng đã trở về rồi. Nàng đã trở về lại nơi này. Lúc trước anh từng suy đoán, người kia chính là Kỳ Tu Nhiễm, và nàng đã gặp lại được người kia. Hôm nay, rốt cuộc anh cũng xác định được, người trong lòng nàng năm đó, chính là Kỳ Tu Nhiễm. Anh cũng hiểu rất rõ, mặc dù bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, đều không chủ động nói ra. Nhưng anh biết, khoảng thời gian này, nàng vẫn đang luôn cố gắng tìm về ký ức trước kia. Thậm chí, rất có thể nàng đã khôi phục được một phần ký ức. Anh không dám nghĩ tới, nàng đã nhớ ra cái gì, nhớ lại được bao nhiêu. Có thể nào một ngày nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó, nàng lại đột nhiên nhớ lại hết thảy. Khoảng thời gian này, nội tâm anh bị hành hạ một cách khó mà tưởng tượng nổi. Đau khổ nhất không phải là mất đi, mà là lo được lo mất. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không muốn buông bỏ hạnh phúc bong bóng này, dù cho nó có thể tan thành bọt nước bất cứ lúc nào. Cho tới hôm nay, lời Thu Thủy nói. Thoát cái đã khiến anh tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp. Thì ra là sự thật, năm đó quả thật là nàng đã có người trong lòng, mà anh, bất quá chỉ là một vị khách qua đường. Chương 1968, tên đại ngốc.
Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Giờ phút này, tâm tình của Diệp Oản Oản quả thực là như tuyết rơi tháng 6. Bởi vì nàng vẫn chưa khôi phục hết ký ức, không biết rốt cuộc ban đầu đã xảy ra chuyện gì, cho nên coi như muốn giải thích, cũng hoàn toàn không có cách nào giải thích được. Có miệng khó cãi, có thể hiểu được hiện tại nàng bực bội đến giường nào. Nhưng mà, ít nhất nàng đã hoàn toàn xác định được tâm ý hiện giờ của mình. Nhưng tệ nhất là, chỉ đến vậy mà thôi. Bởi vì nàng chưa khôi phục ký ức, lời nói hiện tại của nàng, sợ là căn bản cũng không có hiệu lực đối với Tư Dạ Hàn. Tiểu Phong, cô không sao chứ? Thu Thủy vỗ bả vai của Diệp Oản Oản một cái, biểu cảm như trong dự liệu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Tu La Chủ không có khả năng giải cổ độc cùng cô. Cô đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, vẫn là nên chờ tin tức của Kỷ Hoàng bên kia đi. Diệp Oản Oản trầm ngâm lên tiếng, Thu Thủy, hỏi cô một chuyện, năm đó tôi có. Thu Thủy, có gì? Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút, hỏi có từng đặc biệt thích người nào hay không? Trừ Kỳ Tu Nhiễm ra. Thu Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Oản Oản một cái, người cô từng cua đã nhiều đến mức chính mình đều không nhớ rõ sao. Nói thật, lúc ấy tôi chưa từng thấy cô thực sự dụng tâm đối với bất kỳ người nào. Diệp Oản Oản, thật sao? Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thu Thủy lắc đầu một cái, không, quả thật không có mà. Diệp Oản Oản thở dài, chỉ có thể buông xuôi. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình để nhớ lại rồi. Đáng chết, cái tên kia, chẳng lẽ không có chút lòng tin nào vào mình như vậy sao? Hồi ức quá khứ là chuyện của quá khứ, nàng đi cùng với hắn mấy năm nay chẳng lẽ cũng không phải là hồi ức sao? Quá khứ nàng là nàng, nàng bây giờ chẳng lẽ cũng không phải là nàng rồi sao? Diệp Oản Oản ôm một bụng tức, nhưng mà, vừa mới nghĩ tới bóng lưng bình tĩnh rời đi của chàng trai liền đau lòng không thôi, một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Chính cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy có chút buồn cười, giấm Vương Châu Á quả nhiên danh bất hư truyền. Sản lượng của tiệm giấm này hẳn phải tính bằng tấn. Luôn nói tới năm đó có cái gì hay ho để mà nói. Ai mà chả có quá khứ, chưa từng nghe qua một câu nói, hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó sao. Cho dù năm đó thật sự là nàng thích Kỳ Tu Nhiễm, yêu Kỳ Tu Nhiễm đến chết đi sống lại, yêu đến đêm quên ăn ngày quên ngủ, vậy thì đã sao? Đó cũng là nhiếp phụ yêu yêu, cũng không phải là chính mình yêu. Mặc dù Diệp Oản Oản không có tất cả ký ức của nhiếp phụ yêu, cũng không bị cảm động lây, nhưng ít nhất nàng cũng biết đại khái tính cách của nhiếp phụ yêu. Nhiếp phụ yêu và nàng hiện nay, thật ra thì nói trắng ra, đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Chấm chấm chấm. Diệp Oản Oản trở về không sợ minh, ngồi ở trước bàn đọc sách, đưa tại chỗ thật lâu, sửa tới sửa lui, rốt cuộc cũng gửi được một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. A Cửu, lời Thu Thủy nói, có thể chỉ là một phần trong ký ức bị mất của em. Tuyệt đối không phải là toàn bộ. Tin nhắn gửi cho Tư Dạ Hàn như đá chìm đáy biển, không được trả lời. Cái tên đại ngốc kia, coi như là trong quá khứ em từng thích Kỳ Tu Nhiễm vậy thì đã thế nào? Hiện tại em đối với Kỳ Tu Nhiễm không có bất kỳ hứng thú gì. Anh cứ tự mà sản xuất giấm đi, tự dìm mình chết trong biển giấm luôn đi. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng, cố gắng thất bại. Có chút phiền não. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào chai rượu vang trên quầy. Rượu này, hình như là của đường chủ một phân đường nào đó đưa tới ngày hôm qua. Vào giờ phút này, có một chai rượu xuất hiện ở trước mặt, đối với nàng mà nói quả thật là có sức hấp dẫn cực lớn. Ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân nhốn nháo, là đám người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Thu Thủy, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão đi vào báo cáo công việc. Đoàn người mới vừa đẩy cửa đi vào liền không hẹn mà cùng ngửi thấy một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm. Đây là, mùi rượu. Chương 1969, tối nay không say không về. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Vừa đẩy cửa ra. Bắt đầu liền sợ hãi nhìn thấy, minh chủ nhà mình lại có thể đang uống rượu. Nhìn thấy Diệp Oản Oản đang ôm lấy chai rượu nốc ừng ực, mặt của bắt đầu trực tiếp vặn vẹo y như bức tranh, tiếng thét, nổi tiếng, phong tỷ. Trời đất, tỷ, 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 tỷ đang làm gì? Cơ hồ bước chân của tất cả mọi người đều theo bản năng giật lùi về sau một bước. Rêu rao bậy bạ cái gì đó. Qua đây, bồi tôi uống rượu. Tối nay, không say không về.
Đối với cái yêu cầu nạp mạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Đẩu trắng bệch, Phong tỷ, thật là có lỗi, mẹ đệ đang nằm trong bệnh viện, đệ phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ của mình. Đại trưởng lão quả quyết tiến lên một bước, Minh chủ, chi nhánh phía Bắc có việc quan trọng, cần tôi tới gấp. Tôi phải đi để giúp Minh chủ xử lý ngay chuyện này. Tam trưởng lão trừng đại trưởng lão một cái, Minh chủ, thật ra chuyện của đại trưởng lão đã sớm xử lý xong, chuyện của tôi còn chưa làm xong. Tiểu Phong, tôi có hẹn với người ta, tôi cũng phải đi đây. Diệp Oản Oản nhấn vào một nút ấn nhỏ màu đen trong tay, một giây kế tiếp, cạch một tiếng. Cửa chính bị đóng chặt lại. Tối nay không uống say, không ai được đi, ngồi xuống cho tôi. Phong tỷ, tỷ uống ít, một chút, ặc, không đợi Bắc Đẩu nói xong, Diệp Oản Oản đã ngửa đầu tu hết hơn nửa chai. Bắc Đẩu che mặt, xong đời rồi, tối nay sợ là tôi sẽ phải, tèo, ở chỗ này. Đáng chết, ban đầu lúc lắp cửa, tại sao mình lại không ăn bớt nguyên vật liệu, mua chất liệu giỏ một chút chứ? Bây giờ bị giam ở bên trong, không có cách nào có thể chạy ra được. Mắt thấy Diệp Oản Oản uống cạn hết bình này tới bình kia, mấy người chố mắt nhìn nhau, tất cả đều run rẩy trong lòng. Bắc Đẩu len lén lùi lại càng lúc càng xa, cuối cùng rúc vào trong góc phòng, cuộn tròn mình lại như một quả bóng. Tới lúc Diệp Oản Oản rót bình thứ ba, bên cạnh của Bắc Đẩu lại có thêm hai quả bóng khác. Thân thể của đại trưởng lão và tam trưởng lão không tự chủ được, cũng bất giác co ro nép vào trong góc phòng. Bắc Đẩu, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh đi lên ngăn cản. Tam trưởng lão, vậy ai đi? Không khí nhất thời yên lặng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão đa mưu túc trí, có thể làm nhiệm vụ lớn này. Tam trưởng lão, tại sao ngươi lại không đi? Ngươi có võ nghệ siêu quần, ngươi đi thích hợp hơn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão trợn mắt chừng lẫn nhau. Cuối cùng, đại trưởng lão nhìn về phía Bắc Đẩu, ta thấy vẫn là ngươi thích hợp nhất. Không phải là ngươi được minh chủ yêu thích nhất sao? Tam trưởng lão, đúng đúng đúng. Bắc Đẩu, hai lão già chết tiệt, để cho tôi đi chịu chết. Đại trưởng lão, minh chủ không phải là tín nhiệm ngươi nhất, thương yêu ngươi nhất sao? Bắc Đẩu, đại trưởng lão nói dường như rất có đạo lý. Đệt, tôi nhổ vào, gài hàng. Trong góc ngươi đẩy ta đẩy ngươi, quả thực là như một bãi chiến trường hỗn loạn. Mà sau khi Diệp Oản Oản rót hết ba bình rượu, đã ngà ngà say. Phản ứng đầu tiên của nàng là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn. Kết quả, sau khi gửi mấy tin đi, đều là đá chìm đáy biển như cũ. Vì vậy, Diệp Oản Oản dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại. Kết quả, đầu kia điện thoại di động là tiếng chuông vang lên không ngừng, nhưng lại không có người nghe, mãi đến khi tự động ngắt. Diệp Oản Oản không cam lòng, hung hăng bấm điện thoại di động, tiếp tục gọi, vẫn là không có ai nghe máy. Vào giờ phút này, một đám người đang co ro trong góc, mặt đầy nghi ngờ. Thấy Diệp Oản Oản vẫn đang ở đó điên cuồng gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai, Thu Thủy có chút hiếu kỳ Tiểu Phong đang gọi điện thoại cho ai. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt tỏ vẻ không biết. Thất tình cũng là như vậy. Chương 1970, chẳng lẽ là thất tình? Biên soạn, Tiểu Gia Bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Bắc Đẩu cắn răng, mở miệng nói, tôi đi xem một chút. Bắc Đẩu mạo hiểm tính mạng rón rén đi tới. Cậu ta không biết từ nơi nào đó lấy được một cái gương. Thông qua hình ảnh phản chiếu, rốt cuộc cũng thấy rõ tên người hiển thị trên điện thoại di động của Diệp Oản Oản rốt cuộc là ai. Tôi nhổ vào, lại là hắn. Ai vậy, mấy người khác rối rít hạ thấp giọng thúc giục hỏi. Bắc Đẩu quay trở lại trong góc, kích động mở miệng nói, ông chủ xưởng giấm độc Lập Châu. Thất tinh nhíu chặt chân mày, lại là hắn. Hả, ông chủ xưởng giấm độc Lập Châu. Ai vậy, đại trưởng lão và tam trưởng lão mặt đầy mộng bức. Thu Thủy cũng hoàn toàn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Bắc Đẩu trầm ngâm đáp, là nam nhân mà Phong tỷ mới coi trọng. Trước đó lại có thể đầy xến xúa ngày ngày làm núng, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, mở miệng ra là hết bảo, với lại cục cưng. Tối nay là có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là, thất tình? Thất tình? Đại trưởng lão, người nào lại dám cự tuyệt minh chủ chúng ta? Tam trưởng lão, người này là ai? Trói tới cho minh chủ là được rồi. Thu Thủy lại cảm thấy có chút không hợp lý. Tiểu Phong đang ở cùng Kỳ Hoàng, làm sao còn có thể động lòng với người đàn ông khác. Trong lúc đám người còn đang loạn hết cả lên,
Diệp Oản Oản, oạch, một tiếng, nằm ở trên ghế, khò khò ngủ say. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, quan sát tỉ mỉ một lát, tuét miệng cười to con bà nó. Làm tôi sợ muốn chết, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, Phong tỷ ngủ thiếp đi rồi. Thất tinh, mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, đây thật là ngủ thiếp đi sao? Đừng đến lúc đó lại mộng du nha. Để tôi kể cho các người nghe, lúc trước tôi có một người bạn, lúc học đại học, có một người bạn của cậu ta ngủ ở giường trên, giường tầng bị mắc bệnh mộng du. Ngủ đến nửa đêm, không biết từ nơi nào lấy ra một con dao bổ dưa, sau đó nhảy xuống giường, giở tung hết áo của mọi người lên, xoa xoa bụng của bọn họ. Vừa xoa, lại vừa lắc đầu, người bạn kia của tôi cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Bắt đầu kể nhanh một câu chuyện. Có ý gì, Thu Thủy không hiểu. Ngày hôm sau, người bạn kia của tôi hỏi bạn học của cậu ta. Kết quả, bạn học hắn nói, tối ngày hôm qua mơ thấy chính mình ăn dưa hấu, đã chuẩn bị cắt dưa hấu, ai ngờ, dưa hấu không có lấy một quả chín. Bắt đầu cười to. Nghe xong, Thu Thủy lườm bắt đầu một cái. Chuyện này, con miệng nó chính là một câu chuyện kinh dị đó. Còn không đợi bắt đầu nói thêm gì, màn hình điện thoại di động bên cạnh Diệp Oản Oản, đột nhiên sáng lên. Tò mò, Thu Thủy hướng về điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Có phải là tên bán dấm đó hay không? Bắt đầu liền vội vàng hỏi. Nghe tiếng, Thu Thủy lắc đầu một cái, đây là cuộc gọi video, không phải là cuộc gọi thường. Bắt đầu đoạt lấy điện thoại di động, kết nối video. Trong video, một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc, trong mắt giống như ẩn chứa một ngọn núi băng vạn năm không tan. Khi nhìn thấy bắt đầu xuất hiện trong video, chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại một cái. Đệ Tu La Chủ. Nhìn thấy người đàn ông trong video, mọi người tại đây đều ngu người luôn rồi. Làm sao Tu La Chủ lại gọi video cho minh chủ của bọn họ? Chẳng lẽ, Tu La Chủ chính là gã bán dấm kia? Tu La Chủ, à Tu La các người hiện tại đổi nghề bán dấm rồi hả? Bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn vào video. Có biết nói chuyện hay không? Thu Thủy một tay đem bắt đầu đẩy sang một bên, đoạt lấy điện thoại di động, trên mặt nở nụ cười, Tu La Chủ, trễ như vậy, có chuyện gì? Còn không đợi Thu Thủy nói hết lời, video trong nháy mắt bị cắt đứt. Thu Thủy, cô không có sĩ diện hay sao? Tu La Chủ trễ như vậy còn tìm minh chủ, chỉ sợ có chuyện gấp gáp gì đó. Hay là gọi lại cho hắn đi, bắt đầu vội mở miệng nói. Chương 1971, ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi. Một giây kế tiếp, Thu Thủy đem điện thoại của Diệp Oản Oản ném cho bắt đầu, muốn gọi thì cậu đi mà gọi. Lỡ xảy ra điều gì không hay, tự chịu. Mẹ kiếp, chịu thì chịu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, vạn nhất có công lao gì, cũng là mình tôi hưởng. Bắt đầu nhận lấy điện thoại, sau khi lẩm bẩm hai câu, không chút do dự, lập tức gọi lại một cuộc điện thoại video. Chỉ chốc lát sau, video lại được kết nối. Sau khi lại thấy gương mặt của bắt đầu Trình Hình xuất hiện, chân mày Tư Dạ Hàn một lần nữa hơi nhăn lại. Tu La Chủ, anh tìm minh chủ của chúng tôi có chuyện gì sao? Minh chủ chúng tôi ở bên cạnh tôi ngủ thiếp đi, bắt đầu mở miệng nói. Ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi, hàn quang trong mắt Tư Dạ Hàn trong chớp mắt lóe lên. Đúng vậy, ở bên cạnh tôi ngủ thiếp đi, bắt đầu gật đầu một cái, anh có muốn nhìn một chút hay không? Tôi lừa anh làm cái gì? Không cần, âm thanh của chàng trai lạnh đến mức làm cho người khác phát run lên. Chỉ bất quá, bắt đầu thật giống như không hề nghe được âm thanh của chàng trai, trực tiếp đem máy thu hình nhắm ngay vào Diệp Oản Oản. Sau khi nhìn thấy khắp phòng toàn người là người, còn có Diệp Oản Oản nằm trên ghế salon, sắc mặt Tư Dạ Hàn lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Bạch Minh Chủ thế nào? Hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Không có việc gì. Minh chủ chúng tôi vừa mới uống chút rượu, có điều tửu lượng hơi kém. Tu La Chủ có chuyện gì gấp không? Bắt đầu mở miệng hỏi. Trời giá rét, đắp thêm cho nàng ít quần áo. Tư Dạ Hàn không thèm quan tâm đến câu hỏi của bắt đầu. Nghe tiếng, bắt đầu vô cùng tự nhiên gật đầu một cái, đúng vậy, đoán chừng nếu tối nay minh chủ nằm vậy một đêm, có khi bị đông cứng mất. Bắt đầu nói xong, lần nữa đem điện thoại di động đưa cho Thu Thủy, sau đó lấy ra một chiếc chăn. Đi tới cạnh ghế salon. Ồ, Phong tỷ, tỷ đã tỉnh. Thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu sửng sốt một chút. Bắt đầu vừa dứt tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên. Mọi người còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên.
Diệp Oản Oản đấm thẳng vào lỗ mũi của Bắc Đầu, trong tiếng gào thảm thiết như heo bị thiến, Bắc Đầu và cái chăn cùng nhau văng ra ngoài. Mở cửa, có ai không, mau giúp ta mở cửa. Tình cảnh này, khiến cho nhị trưởng lão nhất thời cả kinh, vội vàng hướng về phía ngoài cửa la lớn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng có bao xa lui bấy nhiêu xa, hận không thể cách Diệp Oản Oản 10 vạn 8 ngàn dặm mới tốt. Nhưng mà, cửa chính bị khóa lại, bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp nào cả, trừ khi phá cửa. Thất Tinh, đi nhanh, mau đi lấy thiết bị điều khiển cửa từ xa. Lúc này, tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh, vội vàng nói. Nghe tiếng, Thất Tinh hướng về chiếc điều khiển từ xa bên người Diệp Oản Oản nhìn một cái, cơ hồ không có bất kỳ sự cân nhắc nào, trong nháy mắt lắc đầu một cái, lãnh đạm thờ ơ đáp, không đi. Tam trưởng lão, tới đây, uống. Diệp Oản Oản người đầy mùi rượu, lảo đà lảo đảo một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ôi chao! Bắc Đầu ôm mũi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Phong tỷ, rượu đều đã uống xong, trước tiên tỷ hãy mở cửa thả đệ ra ngoài, để đệ tới bệnh viện chăm sóc mẹ. Ngày mai nhất định đệ sẽ bồi tỷ uống rượu. Nghe Bắc Đầu nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía tủ rượu ở bên cạnh. Trong tủ, số lượng rượu đúng là không ít. Sao có vẻ vị đường chủ tặng rượu kia cũng chu đáo à nha? Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản mang theo một nụ cười châm biếm, hướng về phía Bắc Đầu ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thấy Bắc Đầu thờ ơ không động lòng, nhị trưởng lão vội vàng nói, Bắc Đầu, người đi nhanh đi, minh chủ kêu ngươi qua đấy. Tôi không đi, người nào thích người đó đi. Bắc Đầu lắc đầu liên tục, khinh thường hắn là kẻ ngu sao, vừa mới bị ăn một đấm, có được hay không? Qua đây! Diệp Oản Oản say khướt, ra lệnh. Chương 1972, cảm giác tối nay sắp bị đánh chết. Tam trưởng lão, ông đi cùng tôi đi. Lúc này, Bắc Đầu nhìn về phía tam trưởng lão ở bên cạnh. Cút, tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, ánh mắt Bắc Đầu rơi vào trên người Thất Tinh, Thất. Không đi, Thất Tinh nói. Bắc Đầu, đứa nào mới nói xong hoạn nạn thấy chân tình, mọi người cùng nhau vào sinh ra tử đây. Đàn ông đúng là một đám móng heo lớn. Bất đắc dĩ, Bắc Đầu chỉ có thể nở một cười tâu toét lấy lòng, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Phong tỷ, Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười. Nhưng mà, còn không đợi Bắc Đầu nói hết lời, tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên. Còn không biết có chuyện gì xảy ra, chóp mũi của Bắc Đầu, trong nháy mắt lại bị nện cho một đấm. Bắc Đầu vội vàng che mũi, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, có thể đánh vào vị trí khác hay không vậy? Giờ phút này, Diệp Oản Oản chỉ tủ rượu cách đó không xa, vậy. Đây không phải là rượu sao? Bắc Đầu. Không phải là sau khi uống say chỉ số thông minh bằng không sao? Nhưng thoạt nhìn cũng đâu có ngốc đâu, còn biết trong tủ rượu có rượu. Sao hắn cứ có cảm giác rằng tối hôm nay, chính mình hẳn sẽ bị Phong tỷ đánh cho chết tươi? Phong tỷ, đúng rồi, Tu La Chủ tìm tỷ có chuyện hết sức khẩn cấp. Bắc Đầu liền vội vàng lên tiếng. Trước mắt, Tu La Chủ trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu ta. Tu La Chủ. Nghe câu này của Bắc Đầu, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ nghi ngờ. Đâu đâu, ở nơi nào, Diệp Oản Oản quan sát tứ phía. Đây 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 đây, ở chỗ này đây. Lúc này, Bắc Đầu liền vội vàng đứng lên, chạy nhanh tới bên cạnh Thu Thủy, bảo Thu Thủy giơ điện thoại di động lên, hướng về phía Diệp Oản Oản. Mất hứng. Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại, uống rượu, thì lấy rượu ra mà uống đi, còn bày ra một tấm ảnh thờ để làm cái gì? Bắc Đầu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Không một ai có thể ngờ, Tu La Chủ trong video, lại có thể bị minh chủ bọn họ nói thành ảnh thờ. Ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không nhịn được, khẽ cau mày. Phong tỷ, đây không phải là ảnh thờ, là Tu La Chủ. Đại trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản nhắc nhở. Tu La Chủ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, híp cặp mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ chàng trai ở trong điện thoại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn cũng y như vậy, quan sát Diệp Oản Oản. Hai người cũng không nói gì. Tu La Chủ, chết như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lại một lần nữa mặt đầy mộng bức. Lại nữa rồi, uống rượu vào. Quả thật là trời long đất lở. Bạch Minh Chủ, tôi còn khỏe mạnh. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Ồ, không phải là ảnh thờ.
Thấy người đàn ông trong video lên tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy ngạc nhiên. Diệp Oản Oản quan sát Tư Dạ Hàn trong video rất lâu, còn không đợi người bên cạnh tiếp tục nói thêm cái gì, Diệp Oản Oản đã liên tục chỉ, bỗng nhiên nói, ngươi là Tu La chủ. Không đúng, ngươi không phải. Không phải ngươi là Tiểu Lâu La bị A Tu La nhốt trong phòng tối đó sao? Nghe Diệp Oản Oản nói, trong video, ánh mắt thâm thúy của chàng trai không rời chút nào, cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, như là muốn từ trong mắt của nàng tìm ra cái gì đó. Rốt cuộc, nàng nhớ ra được gì rồi sao? Giờ phút này, đám người đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Minh chủ rốt cuộc đang nói cái gì? Người đàn ông này rõ ràng chính là đại boss của A Tu La, minh chủ làm sao lại nói hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la? Đây đúng là uống nhiều rồi. Ngay cả Tu La chủ mà Phong tỷ đều không nhận ra được. Nhưng mà tính ra tỷ ấy cũng đâu có uống bao nhiêu, Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản, lẩm bẩm trong miệng. Tửu lượng của Phong tỷ không được cao. Một bên, Thất Tinh nói tiếp. Chương 1973, lần này xong rồi. Bắt đầu biết tửu lượng của Diệp Oản Oản không tốt, uống một chút rượu liền say. Đã biết sức uống của mình yếu kém, vậy mà hết lần này đến lần khác còn phải uống nhiều như vậy. Hay là chờ sau khi Bạch Minh chủ tỉnh rượu lại trò chuyện tiếp. Trong video, sau khi chàng trai nói xong câu này, liền ngắt máy. Con bà nó, Phong tỷ nhất định là đã đắc tội với Tu La chủ, lại còn nói Tu La chủ chết rồi, còn nói ảnh thờ gì gì đó. Lại còn không coi Tu La chủ vào đâu, chỉ là một tên tiểu lâu la. Xong, xong rồi, lần này xong rồi. Vẻ mặt bắt đầu như đưa đám. Đúng là uống rượu hỏng việc. Lần này Tu La chủ giữa đêm gọi video, nói không chừng là có phi vụ làm ăn lớn nào đó muốn tìm Không Sợ Minh bọn họ hợp tác, lần này khẳng định là bị bỏ lỡ rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy men say, đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người, sau đó nằm trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Diệp Oản Oản hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ sau khi Diệp Oản Oản ngủ, đám người đại trưởng lão vốn định rời đi. Nhưng mà, chìa khóa mở cửa lại bị Diệp Oản Oản gắt gao nắm chặt trong tay. Thu Thủy mất cả nửa ngày trời cũng không thể lấy được chìa khóa. Mấy người mắt to nhìn mắt nhỏ, luôn miệng thở dài. Thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất, đợi Diệp Oản Oản tỉnh rượu. Buổi trưa hôm sau, trên ghế salon, Diệp Oản Oản mới vừa mở hai mắt ra, đã thấy mấy cái đầu bự trà bá, hai mắt thâm quầng của đám người tam trưởng lão và bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mình. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản từ trên ghế salon sợ tới dựng thẳng người dậy. Sau khi thấy rõ ràng là đám người bắt đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các người làm gì vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm mọi người. Ông trời ơi, Phong tỷ, rốt cuộc tỷ đã tỉnh rồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra, chính mình tối ngày hôm qua, thật giống như ép đám người bắt đầu cùng uống rượu, còn khóa cửa, không để cho bọn họ ra ngoài. Tôi, uống say, Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người hỏi. Phong tỷ, chuyện này mà còn cần dùng biểu cảm nghi hoặc sao? Khẳng định là uống say đấy, bắt đầu vội vàng lên tiếng. Nào chỉ là uống say, còn nhốt bọn họ lại, không để cho bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, trên mặt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn bộ dáng của đám người bắt đầu, tựa hồ là một đêm không ngủ. Sau khi tôi uống say, có chuyện gì phát sinh hay không? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau. Quả nhiên, sau khi uống say, minh chủ đã quên sạch bách mọi chuyện rồi. Bắt đầu, lỗ mũi của cậu sao lại sưng vù như vậy? Diệp Oản Oản nhìn lỗ mũi sưng tấy của bắt đầu, hỏi theo bản năng. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, thân thể bắt đầu run lên, Phong tỷ, sau khi tỷ uống say, Tu La chủ bảo đệ giúp tỷ đắp chăn. Mới vừa đến gần, tỷ đã tặng cho đệ hai đấm. Diệp Oản Oản, thằng nhỏ đáng thương. Tu La chủ bảo cậu đắp chăn giúp tôi. Diệp Oản Oản lập tức tinh thần tỉnh táo, cậu nói là tối hôm qua Tu La chủ tới. Không phải, là Tu La chủ gọi video cho cô. Một bên, Thu Thủy mở miệng giải thích. Gọi video. Có nói gì không? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Phong tỷ, trễ như vậy, Tu La chủ còn gọi video cho tỷ. Đệ khẳng định, nhất định là có làm ăn lớn muốn tìm Không Sợ Minh chúng ta hợp tác. Bất quá, Phong tỷ, ngày hôm qua tỷ uống quá nhiều, đã đắc tội với Tu La chủ. Bắt đầu nói. Hả?
Bắc Đầu vừa dứt lời, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Mình đã đắc tội Tư Dạ Hàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Phong tỷ, tỷ thấy Tu La Chủ trong video, nói đó là ảnh thờ, còn nói Tu La Chủ chỉ là một tên tiểu lâu la gì gì đó. Bắc Đầu lập tức giải thích. Diệp Oản Oản. Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, cũng còn hên là mình cũng không nhắc đến Kỳ Tu Nhiễm, nếu không khẳng định Tư Dạ Hàn sẽ bùng nổ cho mà xem. Chương 1974, đêm trước bão táp. Lần uống rượu này, nói chung là hơi có chút bất đồng so với ngày trước. Ngày trước uống say, liền lập tức đứt phim. Nhưng lần này, chưa nói tới đứt phim, nếu như là cẩn thận hồi tưởng lại, còn có thể mơ hồ nhớ lại hết thảy được những gì đã xảy ra, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi. Không biết là có chút quan hệ nào với việc mình đã khôi phục lại được một bộ phận ký ức hay không? Trừ chuyện đó ra, còn gì khác không? À, Tu La Chủ có nói gì không? Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người Thất Tinh và Bắc Đầu, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Bắc Đầu lắc đầu một cái, hình như là không có, Tu La Chủ chỉ bảo đệ đắp chăn cho tỷ mà thôi, nói là trời lạnh gì gì đó. Không đúng, Phong tỷ, Tu La Chủ đang êm đang đẹp, tại sao lại bảo đệ đắp chăn cho tỷ? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đầu một cái, không thèm nói nhảm cùng cậu ta. Lúc này, Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra, để cho mọi người rời khỏi phòng, đi nghỉ trước. Dù sao cũng cùng nàng rằng có cả một đêm, chưa có một ai đi ngủ. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại được chú thích, lão bản xưởng giấm Độc Lập Châu, lập tức gọi tới. Điện thoại giờ cũng đã đổ chuông rồi, nhưng căn bản là không có ai nghe điện thoại cả. Diệp Oản Oản cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhẫn nại gọi lại. Nhưng mà, lần này khi chuông điện thoại đổ được tới hồi thứ ba, đối phương trực tiếp cắt đứt điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng Diệp Oản Oản dấy lên lửa giận. Cánh cứng cắp rồi, không nhận điện thoại mình thì coi như xong đi, bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại của mình. Cái tên Tư Dạ Hàn này, quả thật là quá ghê tởm. Diệp Oản Oản hừ lạnh một tiếng, Tư Dạ Hàn cắt đứt điện thoại của nàng, nàng cũng không muốn chủ động gọi tiếp. Hừ, có giỏi thì đừng nghe luôn đi. Đừng nghe điện thoại cả đời luôn đi. Mặc dù không tiếp tục bấm điện thoại, nhưng nhắn tin lại là một chuyện khác. Diệp Oản Oản bắt đầu ném bom khủng bố Tư Dạ Hàn bằng tin nhắn. Bắt đầu là, anh đang làm gì? Ăn cơm chưa? Đến cuối hoàn toàn biến thành tin nhắn quấy rối. Chỉ bất quá Tư Dạ Hàn ngay cả một tin cũng không thèm nhắn lại. Mãi đến xế chiều, khi Thất Tinh và Bắc Đầu đi tới, lúc này Diệp Oản Oản mới tạm thời, mở lòng từ bi, đối với Tư Dạ Hàn trong chốc lát. Đình chỉ việc điên cuồng ném bom tin nhắn. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thất Tinh đi tới phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản, là người đầu tiên mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ, làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản tỏ vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. Một trong số các thế lực hợp tác cùng với chúng ta. Hôm nay đã tạm đình chỉ hợp tác cùng Không Sợ Minh. Thất Tinh giải thích. Đình chỉ hợp tác, Diệp Oản Oản thần sắc quái dị. Chuyện này thật khó hiểu. Quan hệ giữa Không Sợ Minh và các đối tác từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, làm sao lại có một thế lực đột nhiên đình chỉ hợp tác? Thế lực phương nào? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Thế này cũng quá không nể mặt Không Sợ Minh rồi. Phong tỷ, là Thiên Kiêu. Bắc Đầu tiếp lời. Thiên Kiêu. Bắc Đầu dứt lời, Diệp Oản Oản liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên Kiêu thuộc vào nhóm thế lực lớn cực kỳ có uy tín tại Độc Lập Châu, không kém tứ đại thế gia Độc Lập Châu chút nào. Nói đúng ra, Thiên Kiêu còn phải coi như là lão đại ca của Không Sợ Minh. Tại thời điểm lúc ban đầu khi Không Sợ Minh vừa sáng lập, Thiên Kiêu đã cấp cho Không Sợ Minh rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa, quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu vô cùng tốt, hợp tác làm ăn đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lần này làm sao lại đình chỉ hợp tác. Nếu như là thế lực khác, Không Sợ Minh còn dám trực tiếp trở mặt, nhưng Thiên Kiêu thì lại khác. Không thể không thừa nhận, Thiên Kiêu vẫn là lão đại ca của Không Sợ Minh. Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tuy nói, bây giờ mình không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng từng cùng ăn cơm mấy lần với vị nữ thủ lĩnh Thiên Kiêu, một người mà Diệp Oản Oản cực kỳ tán thưởng và bội phục. Hỏi một chút nguyên nhân kết quả, cũng không thành vấn đề. Chương 1975, Kỷ Hoàng mất tích. Phong tỷ, còn gọi điện thoại gì chứ?
Lão đại thiên kiêu, mất tích rồi. Bắc Đẩu vội vàng nói. Hả, mất tích? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ kinh ngạc, bất ngờ. Đúng vậy, chính là mất tích. Chuyện đã xảy ra được 2 ngày, hơn nữa, đám người thiên kiêu đó, cho rằng là không sợ minh chúng ta làm. Bởi vì, mấy năm qua, boss của thiên kiêu, chỉ không đề phòng đối với mỗi không sợ minh chúng ta. Trừ không sợ minh, coi như là thế lực như Atula, muốn lặng yên không tiếng động bắt cóc boss của thiên kiêu, căn bản là không có khả năng. Bắc Đẩu thở dài. Diệp Oản Oản, đây đúng là đang ở trụ sở chính bỗng nhận được tin, họa từ trên trời rơi xuống. Lão đại thiên kiêu đối xử với không sợ minh vô cùng tốt, không sợ minh làm sao có thể sẽ đi chói boss của thiên kiêu. Đám người thiên kiêu kia, không mang theo não sao? Boss của thiên kiêu mất tích, có quan hệ gì tới chúng ta? Đám người kia bị ngu à? Diệp Oản Oản giận mà không có chỗ nào phát tiết. Mặc dù nói, không sợ minh thường làm loại chuyện này, nhưng cũng chọn đối tượng rõ ràng. Boss của thiên kiêu năm đó đối với mình tốt như vậy, khi thành lập không sợ minh, boss thiên kiêu hết sức giúp đỡ. Coi như mình là thứ vớ vẩn, chẳng là cái thá gì, nhưng cũng sẽ không thể nào làm ra được những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhận được tin, mấy vị cao tầng của thiên kiêu, đi tới không sợ minh. Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, liền đi tiếp đãi mấy vị cao tầng thiên kiêu. Đối mặt với sự chất vấn của cao tầng thiên kiêu, Diệp Oản Oản cũng thề thốt rằng không sợ minh bọn họ tuyệt đối chưa từng làm loại chuyện này. Sau khi đuổi mấy vị cao tầng thiên kiêu đi, Diệp Oản Oản lập tức để cho nhị trưởng lão dẫn người đi thăm dò chuyện này. Tốt nhất không nên để cho không sợ minh tra được ra là người nào muốn cố ý giá họa cho không sợ minh, nếu không thì. Hơn nữa, boss của thiên kiêu, có ân tình đối với không sợ minh, vì vậy nhất định phải tìm được người này. Nhưng mà, sau thời gian 2 ngày, trừ boss của thiên kiêu ra, một số lão đại của các thế lực có danh vọng cực lớn tại Độc Lập Châu, cũng lần lượt mất tích, cứ như thể là đã bốc hơi khỏi thế gian này, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được một chút tin tức mảy may. Mãi tới ngày thứ 3, bên trong phòng làm việc không sợ minh, Diệp Oản Oản mặt đầy rung động nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Oản Oản có chút không cách nào tin nổi. Minh chủ, đây là sự thật, hơn nữa chính xác 100%. Kỷ Hoàng, tối ngày hôm qua, đã mất tích, đại trưởng lão cau mày nói. Nếu như nói, lão đại của Thiên Kiêu và một số thế lực hàng đầu Độc Lập Châu mất tích, Diệp Oản Oản có lẽ vẫn có thể lý giải được. Nhưng đến phiên Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng là người nào? Người nối nghiệp Kỷ gia, một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, ông trùm của toàn bộ thế giới ngầm châu Âu. Tại Độc Lập Châu, Kỷ Tu Nhiễm là nhân vật khủng bố gần như có thể đạt tới trình độ một tay che trời. Vậy mà anh ta lại có thể mất tích. Kỷ Hoàng thật sự mất tích. Diệp Oản Oản vẫn không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật khiến cho người ta khó tin này. Minh chủ, quả thực là mất tích. Không chỉ như vậy, có tin tức truyền ra, trước khi Kỷ Hoàng mất tích, dường như đã đánh nhau kịch liệt với người nào đó. Bên trong căn phòng có thật nhiều máu tươi, hơn nữa đã chứng minh được, những máu tươi này, là của Kỷ Hoàng. Chân mày đại trưởng lão nhíu chặt lại. Những người giống như Kỷ Hoàng, Hồ Phong Hoán Vũ, một tay che trời tại Độc Lập Châu, nhưng mà, lại có thể ở ngay tại địa bàn của mình, mất tích bí ẩn, thậm chí lưu lại tại hiện trường rất nhiều máu của anh ta, đủ để khiến cho tất cả thế lực của Độc Lập Châu rung động. Sau khi lấy được tin tức Kỷ Hoàng mất tích, Diệp Oản Oản không có bất kỳ do dự nào, lập tức để cho Bắc Đẩu lái xe, chở nàng đến trụ sở chính của Kỷ Hoàng, và cả Kỷ gia. Chương 1976, xảy ra chuyện lớn rồi. Biên soạn, Tiểu Gia Bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Nhưng mà, bất luận là trụ sở chính của Kỷ Hoàng, hay là Kỷ gia, hôm nay sớm đã loạn hết cả lên, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Kỷ Tu Nhiễm. Hơn nữa, người của các thế lực tới tìm hiểu tin tức vô cùng nhiều, căn bản cũng không một ai có thời gian đi tiếp đãi bọn họ. Vì không muốn làm cho thế lực của Kỷ Hoàng và Kỷ gia thêm loạn, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể rời đi trước, không tiện quấy rầy. Tuy rằng, trong lòng Diệp Oản Oản đã không còn có lòng ái mộ kia đối với Kỷ Hoàng, trái tim đã sớm trao chọn cho Tư Dạ Hàn, nhưng, Kỷ Tu Nhiễm là quý nhân của nàng tại Độc Lập Châu này. Nếu như không có Kỷ Tu Nhiễm, làm sao có Diệp Oản Oản ngày hôm nay? Đối với việc Kỷ Tu Nhiễm mất tích, Diệp Oản Oản thực sự vô cùng lo lắng. Sau khi trở lại không sợ minh, Diệp Oản Oản lập tức điều động một phần lớn nhân lực, đi điều tra tung tích của Kỷ Tu Nhiễm. Mặc dù nàng biết,
hiệu quả có thể sẽ vô cùng nhỏ bé. Nhưng ở thời điểm này, chính nàng và Không Sợ Minh nhất định phải làm chút việc, nếu không, lòng Diệp Oản Oản sẽ cảm thấy bất an. Kỳ Tu Nhiễm đã đem lại cho Diệp Oản Oản rất nhiều cảm giác ấm áp. Nhất là lúc mới vừa đến Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rồi lúc trở lại Không Sợ Minh, lúc nguy hiểm cận kề, đều là Kỳ Tu Nhiễm ở bên cạnh nàng, giúp nàng hiểu rõ hơn về Độc Lập Châu, hiểu rõ về Không Sợ Minh, lúc đó mới có thể khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy ổn hơn. Loại cảm giác ấm áp này, giống như tình cảm giữa người thân, giữa anh trai và em gái. Người bình thường, có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản lại rất rõ ràng. Bên trong phòng làm việc, sắc mặt của Diệp Oản Oản âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, đôi con người hung tợn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thề, nếu như có người nào dám cả gan làm hại Kỳ Tu Nhiễm, nàng nhất định sẽ đem người đó phanh thây trăm mảnh. Phong tỷ, thật ra thì, còn có một việc. Hồi lâu sau, Thất Tinh mới tiếp tục lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Phong tỷ, Ôn Tử Nhiên đại ca đi ra ngoài đã rất lâu, theo lý thuyết, hẳn sớm đã trở về mới đúng, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Mấy ngày gần đây, Không Sợ Minh đã thử liên lạc với Ôn Tử Nhiên đại ca, nhưng đều luôn không liên lạc được, Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, Tử Nhiên đại ca, không phải là đã chết rồi đấy chứ? Bắt đầu mặt đầy lo âu. Sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi Độc Lập Châu, bọn người Thất Tinh và Bắc Đầu một mực đều do Ôn Tử Nhiên dẫn dắt, nên tình cảm giữa bọn họ cực tốt. Nghe Bắc Đầu nói, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với Ôn Tử Nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhớ ra, nhưng ít nhất cũng biết được rằng, Ôn Tử Nhiên là đại ca kết nghĩa của mình. Hơn nữa, Ôn Tử Nhiên được công nhận là người mạnh nhất của Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản phỏng đoán, chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể đánh thắng được anh ta. Người mạnh như vậy, mà sẽ có thể mất tích, sẽ chết. Phong tỷ, gần đây Độc Lập Châu đích thực có chút quái lạ. Boss của Thiên Kiêu, và thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu, thậm chí cả Kỳ Hoàng và Ôn Tử Nhiên đại ca, toàn bộ đều mất tích một cách bí ẩn. Trong chuyện này, có phải có liên quan với nhau không? Thất Tinh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình gần đây. Lão Thất, ý của cậu là, nhiều đại boss mất tích như vậy, đều là do cùng một nhóm người làm. Bắt đầu khó tin nhìn về phía Thất Tinh, nói đùa kiểu gì vậy? Mặc dù tôi cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng, việc này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thật, vậy Kỳ Hoàng bọn họ, hiện nay, rốt cuộc là còn sống hay là đã không còn ở nhân thế? Thất Tinh nói. Chương 1977, chỉ có một người. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Đánh giắm, bắt đầu lườm Thất Tinh một cái, cậu đang phân tích cái mịa gì vậy? Tại Độc Lập Châu có thế lực nào có đủ khả năng chỉ trong một đêm làm cho đám đại lão này mất tích không một tiếng động? Còn mịa nó, cho dù là võ đạo liên minh công hội cũng chẳng làm được nữa là. Bắt đầu lên tiếng. Tôi tạm không kể đến người khác, chỉ riêng Kỳ Hoàng và Ôn Tử Nhiên đại ca mà thôi. Trước khoan đề cập tới thế lực sau lưng của bọn họ, chỉ nói đến thực lực võ thuật của bản thân. Coi như không đánh lại, nhưng nếu họ muốn chạy thoát thân, ai có thể giữ bọn họ lại? Chứ đừng nói là cùng lúc động tới nhiều vị đại lão hàng đầu như thế. Bắt đầu tiếp tục nói. Đừng nói đến bắt đầu, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không tin được. Toàn bộ Độc Lập Châu, hầu như không có thế lực nào có thể làm đến bước này. Nếu nói chỉ là một hai người thì cũng thôi đi, nhưng đến Kỳ Hoàng cũng mất tích một cách kỳ lạ như vậy, bên trong phòng còn có vết máu lưu lại. Đây là khái niệm gì? Cho nên cậu cho là thật sự không ai có thể làm được sao? Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu, nói đầy ẩn ý. Rồi rồi, cậu trâu bò rồi, cậu có giỏi thì nói cho tôi biết tên một người có thể làm được đi. Bắc Đầu mặt đầy vẻ không phục. Cậu tạp chủng. Thất Tinh yên lặng rất lâu. Rồi mới từ trong miệng nói ra ba chữ cẩu tạp chủng. Mà Thất Tinh vừa dứt tiếng, sắc mặt Bắc Đầu nhất thời biến đổi. Nếu như nói, thật sự có người có thể làm đến bước này, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ. Chỉ có cẩu tạp chủng mà thôi. Cẩu tạp chủng. Một bên, Diệp Oản Oản nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy là biết được thực lực võ học của cẩu tạp chủng rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cẩu tạp chủng lại sẽ có thể mạnh tới mức này. Cẩu tạp chủng thật sự chỉ một thân một mình,
có thể khiến cho mấy vị đại boss đỉnh cấp, bao gồm cả Kỳ Tu Nhiễm, toàn bộ đều mất tích một cách lặng lẽ không một tiếng động trong khoảng thời gian ngắn vậy sao? Nhưng, nếu như là cậu tạp chủng mà nói, tôi e là người mất tích, hẳn là đều không còn ở nhân thế nữa rồi. Thất Tinh nói. Mà lần này, bắt đầu lại bất ngờ không hề phản bác. Quả thực, dựa theo tác phong làm việc từ trước tới nay của cậu tạp chủng, trừ khi cậu tạp chủng không ra tay, chứ một khi ra tay, sẽ không còn lấy một người sống sót. Nhưng mà, Diệp Oản Oản có chút không đồng ý. Chính mình năm đó chẳng phải là bị cậu tạp chủng treo lên đánh sao, đến giờ không phải là mình vẫn sống sờ sờ sao. Phong tỷ, tình huống của tỷ không giống. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái, ý của đệ là, mục tiêu mà cậu tạp chủng chủ động ra tay, đều là con mồi của hắn. Con mồi, đối với cậu tạp chủng mà nói, chỉ có chết, không thể sống. Mà Phong tỷ lại là người chủ động trêu chọc cậu tạp chủng, hắn ta bị buộc phải đánh trả. Cho nên có thể nói, cậu tạp chủng chưa từng coi Phong tỷ như là con mồi của mình. Nghe Thất Tinh nói như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Oản Oản không cách nào phản bác. Mình năm đó thích bị ăn đòn đến như vậy sao? Tuy nói, quả thực cậu tạp chủng là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng Diệp Oản Oản cũng không mấy tin tưởng vào giả thiết này. Từng tiếp xúc với cậu tạp chủng vài lần nên Diệp Oản Oản cũng biết, tuy nói, tác phong làm việc của cậu tạp chủng có chút quỷ dị, nhưng lại vô cùng có nguyên tắc. Một loại nguyên tắc cứng nhắc đến độ khiến cho người khác giận sôi lên. Cậu tạp chủng đã từng nói, hắn không nhằm vào bất kỳ kẻ nào, chỉ nhằm vào những cổ tộc của Độc Lập Châu mà thôi. Mà Kỳ Tu Nhiễm bọn họ, căn bản chẳng có chút liên quan mảy may nào tới cổ tộc cả. Nếu như nói là Tư Dạ Hàn mất tích, Diệp Oản Oản còn có thể hiểu được. Dù sao, Tư Dạ Hàn cũng là người của Tư Thị cổ tộc tại Độc Lập Châu. Nghĩ tới Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời có chút khẩn trương. Atula bên kia, có khi nào cũng xảy ra chuyện giống như vậy hay không? Bất quá, nếu như Tu La chủ cũng mất tích, nhất định cũng sẽ giống tình huống của Kỳ Hoàng, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ có tin tức truyền ra. Không có bất kỳ tin tức gì, đủ để chứng minh, Atula không có vấn đề gì. Chương 1978, ngủ đến có con. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, được www.tiuyenfull.vn. Mặc dù Atula bên kia sóng yên biển lặng không có tin tức gì truyền tới, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy hoảng loạn bất an. Dù sao tình huống lần này có phần đặc thù, những người mất tích đều là nhân vật lớn, Tư Dạ Hàn lại là dòng thứ của cổ tộc, quả thật khiến cho nàng không thể không lo lắng. Vì vậy, Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Kết quả, gọi hai lần đều không có ai bắt máy. Vì vậy, Diệp Oản Oản liền bắt đầu gửi tin nhắn. Bây giờ anh đang ở đâu? Gọi lại cho em. Nhanh. Gửi liên tiếp 3 tin nhắn, đối phương vẫn không trả lời. Cho dù Diệp Oản Oản biết là đang tự mình dọa mình, nhưng vẫn có chút sốt ruột. Trong sự khẩn trương, nàng bắt đầu liên tục ném bom tin. Nhanh trả lời tin nhắn của em. Anh rốt cuộc có trả lời em không? Trả lời em mau. Anh. Một bên, Bắc Đầu và Thất Tinh nhìn thấy Diệp Oản Oản bấm điện thoại gửi tin nhắn lia lịa, không khỏi có chút bất ngờ, trố mắt nhìn nhau. Hích, Phong tỷ lại nhắn tin cho ông chủ xưởng giấm đó nữa đấy. Tôi bó tay, tỷ ấy điên rồi hay sao? Phong cách dội bom tin nhắn này, không giống với thủ đoạn dụ dỗ mỹ nhân của Phong tỷ chúng ta, đúng không? Ngược lại, giống như một thiếu nữ não tàn, chỉ số thông minh là một con số âm, đang trong giai đoạn yêu đương cháy bỏng. Đối với việc Bắc Đầu đang ăn nói linh tinh, Thất Tinh không thèm để ý đến. Chẳng qua là thần sắc hơi có chút lo âu. Thái độ của Phong tỷ đối với ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu này, quả thật có chút khác thường. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính Atula, bên trong phòng họp lớn, các vị cao tầng và Tu La chủ đang thảo luận về việc mất tích gần đây của mấy vị đại boss tại Độc Lập Châu, bầu không khí lạnh lẽo dị thường. Ngay vào lúc này, trong phòng họp vốn tĩnh mịch nặng nề đột ngột vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Mà phương hướng của tiếng chuông lại đến từ boss của bọn họ. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó nhìn thấy, chủ thượng nhà mình bồn chồn nhìn chằm chằm chiếc di động trên bàn, mãi vẫn không nói gì, cũng không có ý tứ muốn nghe điện thoại, mãi tới khi chuông điện thoại tự cắt đứt. Rất nhanh, điện thoại di động lại bắt đầu reo. Lần này, chủ thượng của họ vẫn không bắt máy. Ặc, điện thoại của ai, mà có thể khiến cho chủ thượng xoắn suýt và thất thần như thế? Ngay tại thời điểm các cao tầng đang trố mắt nhìn nhau suy đoán đủ kiểu,
di động của chủ thượng bọn họ liền truyền tới âm báo tin nhắn liên hồi như đốt pháo, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Toàn bộ phòng họp chỉ nghe được tinh, 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 từng âm báo tin nhắn vang lên thật nhanh. Khương Viêm khẽ nhíu mày nhìn về hướng chủ thượng nhà mình một cái. Chủ thượng cực ít sử dụng điện thoại di động, mà chiếc điện thoại di động kia là điện thoại di động cá nhân của người, lại càng cực ít khi có người liên lạc. Chuyện hôm nay là sao? Lâm Khuyết đang ngồi bên tay phải của Tư Dạ Hàn, thấy vậy liếc mắt nhìn điện thoại di động của anh ta. Quả thật là chấn động lòng người, chỉ thấy trên màn hình kia đang điên cuồng nhảy ra hàng loạt tin nhắn. Khục, cửu ca, điện thoại di động của anh bị sao vậy? Nhiễm virus rồi à? Lâm Khuyết tiến tới, thấp giọng hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vang lên những thanh âm vui tai, khẽ thở dài. Cuối cùng, rốt cuộc anh cũng thỏa hiệp, cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình. Lâm Khuyết rốt cuộc thấy được tên người gửi tin nhắn, MW. MW, người có chú thích danh bạ này là ai? Lâm Khuyết đang cảm thấy kỳ quái, liền liếc thấy trên điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đang tiếp tục có tin nhắn gửi đến không ngừng. Bởi vì lúc này màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đang mở, cho nên cậu ta liền xem lén nội dung tin. MW, anh rốt cuộc có trả lời em không? MW, trả lời em đi. MW, trả lời em một dấu chấm thôi cũng được. MW, trả lời em một cái dấu chấm tròn. Nhanh. MW, còn không trả lời. MW, em cho anh 10 giây, còn không trả lời em liền chạy lên tầng trên cùng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Dùng loa lớn nói cho tất cả mọi người biết, hai chúng ta không chỉ đã ngủ với nhau, hơn nữa còn có một đứa con 5 tuổi. Sao có thể bàn thừa biết, MW có thể là viết tắt của từ tiếng Anh, Miu Ai bằng vợ tôi uy uy. Chương 1979, đâm đầu vào biển dấm. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Lâm Khuyết. Được rồi, hắn không cần đoán. Chỉ nhìn phong cách dũng mãnh này, liền biết, nhất định là con hàng Diệp Oản Oản kia. Bất quá, vì sao lại có chú thích danh bạ MW? Nghĩ mãi mà không ra là viết tắt của từ gì, có ý nghĩa đặc biệt gì không? MW, 10. MW, 9. MW, 8. Tại thời điểm Diệp Oản Oản gửi tin nhắn đếm ngược, Lâm Khuyết cũng đang đoán thử xem cửu ca nhà mình có thể kiên trì đến con số mấy. Cuối cùng. Tại thời điểm Diệp Oản Oản đếm đến, 7, cậu ta đã thấy cửu ca nhà mình đang nhấn vào ô soạn tin nhắn. Ngay sau đó liền nhìn thấy, chàng trai dùng ngón tay thon dài của mình, canh đúng một giây sau cùng, mới gửi một dấu chấm tròn đi. Lâm Khuyết than thở, hích, hoàn toàn bị người ta ăn sạch rồi. Ít ngày trước, cửu ca cùng Diệp Oản Oản hẹn hò, lúc nửa đường trở về, sắc mặt đáng sợ kia, khiến hắn mấy ngày sau cũng không dám đến gần anh trong khoảng cách 10 bước. Hắn suy đoán lần này nhất định có nguy cơ sứt mẻ tình cảm rất lớn, thậm chí có thể là thất tình. Hắn hoàn toàn tự tin rằng, khoảng thời gian này hẳn là mình sẽ không bị nhét thức ăn cho chó rồi. Ai ngờ, hắn vẫn còn đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Diệp Oản Oản. Nữ nhân này sao có thể như vậy chứ? Người ta hờn không thèm để ý tới cô, ít nhất cô cũng phải dè đặt một chút, giận ngược lại, không thèm để ý đến anh ta mới đúng. Vậy mà lại điên cuồng gửi tin nhắn liên tục như vậy. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là phản ứng của cửu ca nhà mình. Cái, dấu chấm tròn, này cũng quá là nghe lời rồi đi. Giờ phút này, tại không sợ minh. Ấn đến ngón tay ê ẩm, điện thoại di động nóng rực cả lên, bàn phím cũng bị nàng ấn đến sắp hư luôn rồi, rốt cuộc Diệp Oản Oản mới tạm đình chỉ, ném bom. Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng nhìn chăm chú cái, dấu chấm tròn nhỏ, đó. Bảo bảo nhà nàng thật là đáng yêu nha. Trời má, đối phương trả lời cái gì mà có thể khiến Phong tỷ cười đến ngu người luôn rồi kìa. Sốt cuộc là lời ngon tiếng ngọt gì? Ông chủ giấm này có cấp độ cao như vậy sao? Bắt đầu tò mò không thôi, lặng lẽ rón rén tiến tới gần nhìn, hắn rốt cuộc gửi cái gì? Thất tinh mặt ngoài cũng tỏ ra không có hứng thú, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn về hướng bắt đầu. Bắt đầu nhướng cổ cố gắng liếc qua, một giây kế tiếp. Cả khuôn mặt đều cứng đờ. Phát giác ra bắt đầu rình trộm, Diệp Oản Oản trừng mắt liếc qua, che điện thoại di động lại giống như che bảo bối, cậu muốn chết à? Bắt đầu mặt không cách nào tin nổi, Phong tỷ, tỷ uống lộn thuốc à? Hay là cái ông chủ giấm này cho tỷ uống giấm độc? Trời má, tỷ gửi nhiều tin nhắn đi như vậy, đối phương một chữ cũng đều không trả lời,
chỉ gửi lại cho tỷ một dấu chấm tròn, mà tỷ lại có thể vui đến như vậy. Một bên, Thất Tinh nghe được lời của Bắc Đẩu, sắc mặt cũng có chút khó mà hình dung. Chỉ là một dấu chấm tròn. Diệp Oản Oản đắc ý mà tiếp tục xem điện thoại di động, thuận miệng nói, cậu chỉ là một tên cẩu độc thân, cậu thì biết cái gì? Bắc Đẩu, Phong tỷ có chuyện gì cứ nói, sao lại có thể công kích cá nhân như vậy? Diệp Oản Oản không thèm để ý đến cậu ta, vừa tiếp tục gửi tin nhắn, vừa tiếp tục hỏi, thời gian tổ chức đại hội tội ngục là ngày mai đúng không? Bắc Đẩu gật đầu, vâng, không sai. Được rồi, biết rồi. Diệp Oản Oản xua xua tay, ra hiệu cho canh lui. Bắc Đẩu gãi đầu một cái, còn đang lầm bầm lầu bầu rất hiếu kỳ, ông chủ xưởng giấm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Atula bên kia, chúng cao tầng thấy điện thoại di động của chủ thượng nhà mình rốt cuộc cũng đã ngưng điên cuồng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là có thông báo khẩn cấp gì sao? Tinh! Lại vang lên một tiếng. Tư Dạ Hàn thấy được Diệp Oản Oản trả lời. MW, không có việc gì là tốt rồi, còn tưởng rằng anh cũng bị yêu quái bắt mất rồi chứ. Bị yêu quái bắt mất. Tư Dạ Hàn nhìn thấy nội dung tin nhắn, hơi suy tư, liền nghĩ ra chuyện nàng nói chắc là sự việc các vị thủ lĩnh của nhiều thế lực bị mất tích gần đây. Theo tin tức trước mắt mà anh biết được, Kỳ Tu Nhiễm cũng mất tích. Có khi nào, lòng nàng cũng đang như lửa đốt hay không? Thời khắc này, Diệp Oản Oản đại khái là vạn vạn không ngờ tới, mới vừa dỗ được người nào đó, khá lại một chút, lại bởi vì trí tưởng tượng phong phú của mình, lại lần nữa tự đâm đầu vào biển giấm. Chương 1980, không muốn có con với anh. Biên soạn, Tiểu Gia Bối. Beta, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn tin nhắn mà Diệp Oản Oản gửi đầy trong điện thoại di động. Nhìn mãi một câu kia, hai chúng ta không chỉ đã ngủ với nhau, hơn nữa còn có một đứa con 5 tuổi. Còn có một đứa con 5 tuổi. À, nếu như đây là sự thật, chắc chắn sẽ là chuyện tốt đẹp nhất đời này của anh. Năm đó, thời điểm còn đang tình nồng, anh từng thuận miệng nói một câu, nếu như sau này chúng ta có con. Nhưng khi đó anh còn chưa kịp nói xong, đã bị nàng cắt ngang. Anh nhớ rõ ánh mắt hốt hoảng đầy bài xích của nàng khi đó. Nói không thích có con chút nào, chắc chắn sẽ không có. Không phải là không thích, hẳn chỉ là không muốn có con với anh mà thôi. Từ đó, anh cũng không đề cập lại đề tài này nữa. Vào lúc này, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn đã chìm sâu trong biển giấm, đang lật coi lại những nhiệm vụ lần trước nàng nhận. Nhìn một chút xem có cái nào có thể hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, để thu về điểm cống hiến vinh dự. Hiện tại điều nàng mong muốn cấp thiết nhất chính là khôi phục ký ức, nhất là đoạn ký ức cùng Tư Dạ Hàn. Mấy lần thôi miên trước, ký ức liên quan đến Tư Dạ Hàn thật sự là quá ít. Lần trước nàng hoàn thành một nhiệm vụ cấp S cộng, một nhiệm vụ cấp S, lại phá vỡ hai cái kỷ lục, tổng cộng đã lấy được 45.000 điểm cống hiến. Còn thiếu 5.000 điểm nữa thôi là có thể đi tìm viện trưởng nhờ thôi miên lần thứ ba. Nhưng mà, tin xấu chính là, nàng còn nợ viện trưởng 20.000 điểm. Lần này phỏng chừng lão hồ ly kia sẽ không dễ mắc lừa như vậy, chắc sẽ không bán thiếu cho nàng nữa. Cho nên sợ là nàng sẽ phải kiếm nhiều điểm cống hiến vinh dự một chút mới được. Lại nói, cộng thêm 20.000 điểm cống hiến còn nợ, hiện tại nàng còn phải cần đến 25.000 điểm. Hoàn thành một nhiệm vụ cấp S cộng, một nhiệm vụ cấp S cũng đủ rồi. Nhưng mà, nói thì đơn giản, làm dễ như vậy sao? Không phải là tất cả nhiệm vụ đẳng cấp cao đều có thể để cho nàng đầu cơ trục lợi. Hích, làm cái nào đây? Những nhiệm vụ này cũng quá khó làm đi. Diệp Oản Oản sầu đến độ đầu cũng đã bắt đầu quay mòng mòng luôn rồi, đây là cái gì? Từ trong tay Thiên Hận đoạt lại giáo bia học viện lính đánh thuê xích diễm. Hả, đoạt lại giáo bia học viện lính đánh thuê xích diễm là có ý gì? Giáo bia mà cũng có thể bị cướp mất sao? Thứ đồ chơi kia cũng chỉ là một tảng đá lớn. Cũng không phải là thứ gì đáng tiền, lại không hề khắc võ công tuyệt học gì gì. Chẳng qua chỉ khắc mấy chữ to, học viện lính đánh thuê xích diễm, cộng thêm giáo quy của học viện. Ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm đi cướp thứ đồ chơi kia. Một bên, Thất Tinh nghe vậy mở miệng nói, 7 năm trước, giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm đột nhiên không cánh mà bay. Hôm sau phát hiện, kẻ trộm lưu lại tên của mình, thủ lĩnh Thiên Hận Giang Ly Hận. Nghe nói Giang Ly Hận đã từng là học viên của học viện lính đánh thuê xích diễm, hơn nữa còn là lính đánh thuê cấp SSS.
Cuối cùng bởi vì vi phạm nội quy nghiêm trọng, nên bị viện trưởng đuổi ra khỏi học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Giang Ly Hận ghi hận trong lòng, cho nên Diệp Oản Oản, cho nên hắn mới trộm giáo bia của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Thất tinh, đúng thế. Diệp Oản Oản, đầu óc của người này cũng thật là ngộ. Phương pháp trả thù này thật đúng là đủ đáng ghét. Không đánh ngươi, cũng không giết ngươi, trực tiếp trộm tấm giáo bia có khắc giáo quy của ngươi mang đi. Đối với một học viện cổ xưa nổi danh như vậy mà nói, đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Thất tinh, bởi vì chuyện này, cao tầng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm cực kỳ tức giận, tuyên bố với tất cả học viên nhiệm vụ này có cấp độ S+. Hơn nữa nhiệm vụ này không chỉ áp dụng cho nội bộ học viện, mà tất cả mọi người của Độc Lập Châu, chỉ cần có thể giúp đoạt lại giáo bia, học viện đều sẽ cấp cho thù lao rất lớn. Chỉ tiếc, 7 năm trôi qua, vẫn không có một ai có thể đem giáo bia cầm về. Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậc chậc, khó trách trị giá nhiều điểm cống hiến như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1981, mặc cái này, còn ra thể thống gì? Ui chao, thật đáng tiền, thật đáng tiền. Nhiệm vụ cấp S trở lên không nhiều, cấp S cộng lại càng ít hơn, muốn trong thời gian ngắn thu được nhiều điểm cống hiến vinh dự như vậy, thực sự là quá khó khăn. Bắt đầu mặt đầy hoảng sợ mở miệng nói, Phong tỷ, không phải là tỷ muốn đi làm nhiệm vụ này chứ? Đây chính là Thiên Hận đấy. Là một thế lực còn khủng bố hơn cả Atula đấy. Thật ra thì, cùng được xếp vào tam đại thế lực của tội ngục, năm đó thực lực của Thiên Hận và Atula tương đương nhau, thậm chí Atula còn nhỉnh hơn một chút. Chẳng qua là, Atula ẩn nấp nhiều năm, trong khi Thiên Hận vẫn còn ngang nhiên hoạt động bình thường, tiếng xấu tại Độc Lập Châu càng thêm hiển hách. Diệp Oản Oản tức giận nói, tôi có bị điên đâu, đang không có việc gì lại đi nạp mạng. Nhiệm vụ này bỏ qua. Nhất định là không có cách nào hoàn thành được. Bất quá, hiện tại nàng thù trong giặc ngoài, cần phải khôi phục ký ức. Một cơ hội tốt như cuộc họp ngày mai, vừa vặn có thể gặp vị thủ lĩnh Thiên Hận kia. Nói không chừng có thể tìm cơ hội trao đổi trực tiếp, xem có thể đàm phán thương lượng gì gì hay không. Mặc dù độ khả thi cơ hồ gần bằng không, nhưng dù sao cũng là 15.000 điểm cống hiến vinh dự đấy. Rất nhanh đã tới ngày hôm sau. Diệp Oản Oản lật tung cả tủ quần áo của mình tới tận đáy, sau đó lấy ra một chiếc váy công chúa. Bắt đầu quả thật là sợ ngây người, Phong tỷ, không phải là tỷ định mặc bộ váy này đấy chứ? Tỉnh táo lại đi, cầu xin tỷ đấy, đây chính là đại hội của tội ngục, nếu như tỷ mặc bộ này đi, chúng ta sẽ bị toàn bộ Độc Lập Châu cười nhạo một năm. Diệp Oản Oản chừng cậu ta, tại sao chứ? Mặc cái váy này thì đã sao? Rất dễ nhìn. Bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc váy nhỏ Diệp Oản Oản cầm trong tay, trắng mịn mượt mà, bên trên là họa tiết hoa lá cành và cả một chiếc nơ con bướm, lại phối với một đôi tất dài màu trắng, thực sự là vô cùng đáng yêu. Bắt đầu che lấy cái mũi sưng vều của mình, sợ bị ăn đòn tiếp, hích. Vâng, vâng, rất đẹp mắt, nhưng mà tỷ chính là không sợ minh chủ đấy. Mặc cái này, còn ra thể thống gì? Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành màu đen, nàng cũng là một cô gái. Mặc cái này làm sao lại không ra thể thống gì vậy hả? Diệp Oản Oản bật thốt lên, tôi đây là đi hẹn hò đó nha. Chẳng lẽ cậu muốn tôi mặc cái bộ đồ luộm thuộm như ăn mày kia? Vậy thì lại ra thể thống gì? Bắt đầu. Hẹn hò. Không phải là đi họp sao? Tỷ đây là ngay cả che giấu cũng lười không thèm che giấu nữa rồi phải không? Không phải là tỷ đã có ông chủ xưởng giấm rồi sao? Làm sao lại còn không buông tha cho Tu La chủ? Tỷ ăn nhiều như vậy, tiêu hóa được hay sao? Ngay tại thời điểm bắt đầu đang thầm ói hỏng bét cả trăm câu trong lòng, ở bên cạnh thất tinh bỗng lên tiếng, sợ là Tu La chủ sẽ không thích cái này. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, a, có vẻ đúng. Khiếu thẩm mỹ của tên kia từ trước đến giờ rất kỳ lạ, nàng mặc cái gì, đối với anh mà nói phỏng chừng đều giống nhau. Xí, vậy thôi, vẫn là mặc quần áo bình thường vậy. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái. Bắt đầu chợt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, lão thất, vẫn đúng là cậu khéo ăn nói. Cuối cùng, Diệp Oản Oản quyết định mặc đồng phục của Không Sợ Minh, một bộ đồ rộng thùng thình, thoải mái, phía sau lưng là ký hiệu của Liên Minh. Chẳng qua, không phải là loại đồ, phế phẩm, hàng ngày. Thất tinh đã chuẩn bị riêng cho nàng một bộ đồ mới tinh, sau lưng thêu hai chữ, không sợ cực lớn theo lối viết thảo. Một thân trang phục này thêm với khí chất thong dong. Không thèm đếm xỉa tới của Diệp Oản Oản mà nói,
lại càng tô điểm thêm sức mạnh, ngược lại là vô cùng thích hợp, đặc biệt có phong phạm của một vị cao thủ. Diệp Oản Oản soi vào gương, miễn cưỡng hài lòng, leo lên xe, đi đến địa điểm tổ chức đại hội. Lại nói, cái tổ chức tội ngục này đúng là rất biết hưởng thụ, địa điểm tổ chức họp là một sơn trang suối nước nóng, phong cảnh tương đối tốt, cơ sở vật chất, giải trí đều rất hoàn mỹ, cần gì có nấy. Thời gian tổ chức hội nghị là buổi tối, trước khi họp mọi người có thể ở đây du ngoạn và thư giãn một phen. Chương 1982, nể cái gương mặt này. Thái độ của Tư Dạ Hàn đối với nàng vẫn khá ôn hòa, không vì nàng điên cuồng ném bom tin nhắn mà không trả lời. Bất quá Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý, mặc kệ anh có trả lời hay không, rảnh tay liền nhắn vài tin qua. Vào lúc này, mới vừa tới bãi đậu xe, nàng liền gửi ngay cho anh một tin, cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? Bắt đầu ở một bên, đúng dịp thấy được cảnh Diệp Oản Oản nhắn cái tin này cho ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu, con người đều đã sắp muốn rớt ra ngoài. Mẹ nó, chuyện này là sao? Chẳng lẽ ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu chính là một trong những người tới họp hôm nay? Diệp Oản Oản không thèm để ý đến việc bắt đầu đang nhìn trộm, cười híp mắt tiếp tục gửi tin nhắn. Cùng lúc đó, trong một khu vườn riêng nào đó ở sâu trong Ôn Tuyền Sơn Trang. Dưới một gốc cây hòe cổ thụ, có ba người đang ngồi. Tôi nói này lão Tạ, đang êm đang đẹp mở cuộc họp gì mà nhất định phải kéo tôi từ Hoa Quốc trở về chỗ quỷ quái này. Buồn chán hết sức. Một người trong số đó mặc áo sơ mi lụa màu đỏ thẫm, cổ áo chỉ tùy ý hở hững cài mỗi một chiếc cúc đầu tiên, những chiếc khác đều mở banh ra, tóc quăn màu nâu dài đến vai, vẻ mặt đầy oán trách, tỏ vẻ chán muốn chết. Đối diện là một người đàn ông tóc ngắn màu đen trải ngược gọn gàng ra sau, mặc một thân Âu phục màu dỉ đồng, mặt đầy vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Nghe vậy, anh ta khẽ cắn miếng format trong tay, mặt đầy vẻ không đồng ý, lần này cậu đã đi ra ngoài chơi 3 tháng, còn chưa đủ sao? Cũng nên làm chuyện chính rồi. Người đàn ông mặc áo đỏ nghe vậy bĩu môi một cái, hướng về phía chàng trai nãy giờ vẫn đang ngồi khuất trong bóng cây ôm khư khư lấy điện thoại nhìn chằm chằm, phàn nàn, này, thật không công bằng. Lão Tạ, tôi chỉ đi chơi 3 tháng, cái tên A Dạ kia lại ở Hoa Quốc chơi đến mấy năm đấy, sao cậu không nói hắn? Còn cả vị đại ca thiếu trách nhiệm của cậu nữa, trực tiếp, bán cái, toàn bộ công việc cho cậu, xong liền chạy đi Hoa Quốc phóng đãng, còn dựa vào gương mặt đó thu lấy một cái hư danh ảnh đế, lừa gạt nhiều tiểu cô nương khả ái như thế. Quả thật là không biết xấu hổ. Tạ Thiên Xuyên không muốn nhắc đến vị ca ca chuyên hố hàng đệ đệ nhà mình, nhìn về phương hướng của Tư Dạ Hàn. Chợt nhận ra, người nào đó, hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, A Dạ, cậu đang đợi điện thoại. Không, chàng trai nghe vậy ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt đẹp đến nỗi đủ khiến cho cảnh vật chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, gì chứ, rõ ràng là một bộ dáng bồn chồn nôn nao. Lão Tạ, cậu nhìn hắn xem, hắn đây rõ ràng là đang vui đến quên cả trời đất. Thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Đừng dùng thành ngữ linh tinh, Tạ Thiên Xuyên nhức đầu can gián. Ngay vào lúc này, âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cơ hồ là lập tức liền mở tin nhắn ra. Em W, cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? Nàng hôm nay cũng tới rồi. Tâm tình của Tư Dạ Hàn, tựa hồ vẫn luôn chờ đợi tin nhắn này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng bình ổn lại. Nhưng mà, vừa muốn gặp nàng, lại vừa sợ gặp nàng. Giang Ly Hận nhíu mày, có chuyện gì vậy? Không phải là phía cổ tộc bên kia đang có ý đồ xấu gì đó chứ? Trừ chuyện đó ra, quả thực không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho cái tên này chú ý như vậy. Tạ Thiên Xuyên, là mẹ của cậu. Tư Dạ Hàn nghe vậy, đáy mắt lóe lên ý lạnh, tôi và bà ta không có quan hệ gì với nhau. Giang Ly Hận bĩu môi một cái, cũng đúng. Năm đó những gì cậu nên trả cũng đều đã trả rồi, vậy thì cậu mất hồn mất vía là bởi vì cái gì? Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng, không có quan hệ gì với cậu. Giang Ly Hận, xí, cái tên này, vẫn là như vậy chẳng được ai yêu thích cả. Bất quá, nể cái gương mặt đẹp trai này của cậu, tôi đây mới tha thứ cho cậu đấy. Tạ Thiên Xuyên, Ali, bảo cậu chuẩn bị bài phát biểu, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chương 1983, đồ mê trai đáng chết. Giang Ly Hận lườm Tạ Thiên Xuyên một cái, ngay sau đó chuyển sang trạng thái đau khổ không thôi che kín hai tai của mình. Lão Tạ, cậu xấu trai lắm, không thèm nói chuyện với cậu. Từ khi Chi Chi bỏ chạy, để cho cậu đương nhiệm,
ngày ngày phải nhìn gương mặt này của cậu, tôi và đồ môn của các cậu đều đã nhanh sắp không hợp tác nổi nữa rồi. Cậu tốt nhất là nên biết trân trọng tôi đi, tôi vì quan hệ đồng minh của chúng ta mà hy sinh biết bao nhiêu. Sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên đen như đáy nồi. Nói như thế nào, gương mặt này của hắn cũng rất tuấn tú, chẳng qua là không được đẹp bằng cái ông anh yêu nghiệt của hắn, và cả cái tên Tư Dạ Hàn đẹp đến nghịch thiên mà thôi có được không, làm sao lại biến thành quá xấu rồi vậy hả? Cái đồ mê trai đáng chết này, thật là muốn đạp chết hắn ta. Giang Ly Hận hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Tạ Thiên Xuyên, nói xong liền duỗi người đứng lên, a, cùng hai người các người ở chung một chỗ thật là vô vị mà. Còn không bằng đi đến suối nước nóng ngâm mình một chút. Bái bai tương đương. Trước khi đi, Giang Ly Hận vẫn không quên trêu ngươi, cố ý mò mẫm gương mặt của Tư Dạ Hàn một trận. Chào ôi, a dạ à, cậu nói xem, gương mặt cậu đẹp mắt như vậy, không thể bày ra một số biểu cảm khác cho tôi nhìn một chút được không? Ngày ngày chỉ có mỗi một vẻ mặt vô cảm như vậy, đúng là không thú vị chút nào. Giang Ly Hận còn không giờ thì còn đỡ, giờ một cái liền thấy được gương mặt lạnh giá kia trở nên âm lãnh. Khiến cho người ta lạnh cóng, tìm chết. Hừ, tôi cũng không tin, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể khiến cho cậu đổi sang một biểu cảm khác. Giang Ly Hận buông tay ra, thở phì phò rời đi. Giờ phút này, bắt đầu chính là bởi vì phát hiện ra ông chủ xưởng giấm cũng nằm trong số những người đến dự họp hôm nay mà khiếp sợ không thôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói, tiếp theo tự do hành động, nên làm gì thì các cậu đi làm đi. Một bộ dáng cực kỳ gấp gáp muốn xua đuổi bọn họ đi nơi khác. Không được, nơi này tốt xấu lẫn lộn, bọn đệ phải đi theo hộ tống tỷ. Thất Tinh không đồng ý. Đây chính là đại hội do tội ngục tổ chức, ai dám ở chỗ này gây chuyện. Hai người các cậu cứ an tâm đi, coi như là đi du lịch đi. Tuổi còn trẻ mà đã thích làm kỳ đà cản mũi, cái thói quen này cũng không tốt. Diệp Oản Oản nói xong, bỏ rơi Bắt Đầu và Thất Tinh hai người. Cầm lấy thiệp mời trực tiếp tiến vào Ôn Tuyền Sơn Trang. Bắt Đầu, Thất Tinh, một câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không? Sau khi vào trong Sơn Trang, Diệp Oản Oản liền bắt đầu đi dạo lung tung không mục đích khắp nơi. Không có cách nào cả, với cấp bậc của nàng, khẳng định không gặp được thủ lĩnh của Thiên Hận, lúc họp thì lại không tiện nói chuyện, chỉ có thể thử vận khí một chút. Dường như Diệp Oản Oản đến quá sớm, vào lúc này vẫn chưa có người nào đến. Một đường nàng đi đều không hề gặp được một ai. Thuận theo con đường nhỏ đi vào càng lúc càng sâu, trước mặt hơi nước lượn lờ, tựa hồ là đã đi tới chỗ suối nước nóng. Bước qua một con đường đá xanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy dường như phía trước có một người đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn ta đưa lưng về phía nàng, cho nên chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Thấy có người, Diệp Oản Oản liền chuẩn bị đi đường vòng. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị quay đầu, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng, vì vậy dừng bước chân lại. Bóng lưng của người này, có chút quen mắt. Mặc kệ là trước khi nàng mất trí nhớ hay là sau đó cũng chưa từng gặp lão đại của Thiên Hận, cho nên trước khi tới đây nàng đã tìm một số tạp chí ở Độc Lập Châu để xem ảnh chụp của Giang Ly Hận. Hai thế lực như Thiên Hận và Đồ Môn, lại thêm vào Thiên Hận rất kiêu ngạo, thường xuyên lộ diện, nên muốn tìm ảnh chụp cũng không khó. Nàng còn nhớ, Giang Ly Hận có đặc điểm nhận dạng tóc quăn màu nâu sóng vai. Nói chung là, giống với người đàn ông đang ngâm mình trong suối nước nóng này. Chẳng lẽ, Diệp Oản Oản thử lên tiếng thăm dò, Giang, bang chủ. Phía trước, người trong suối nước nóng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, chậm rãi mở mắt ra, xoay người nhìn về phía sau. Chương 1984, thứ đồ chơi kia có gì hay? Trong tiếng nước chảy rì rào, gã đàn ông nọ xoay đầu lại, Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy kinh hỉ, nhận ra người trước mắt quả nhiên chính là Giang Ly Hận. Giang bang chủ, thật hân hạnh được gặp mặt, Diệp Oản Oản vội vàng lên tiếng chào hỏi. Cô là, gã ta híp mắt, hướng về phía cô gái nhìn từ trên xuống dưới, nơi đáy mắt bất ngờ lóe lên một vệt tinh quang. Diệp Oản Oản trực tiếp xoay người lại, để đối phương nhìn thấy chữ phía sau lưng mình. Ồ, không sợ Minh. Bởi vì phương thức tự giới thiệu mình siêu đặc biệt của Diệp Oản Oản, người đàn ông nọ cười khẽ một tiếng, Bạch Minh Chủ, thật hân hạnh. Có muốn xuống cùng ngâm mình một chút không? Diệp Oản Oản. Thôi cho xin đi, có thể xem nàng như một cô gái có được không? Khục, không cần đâu. Thật ra thì, là tôi cố ý đến tìm Giang bang chủ ngài, bởi vì có chuyện muốn nhờ, không ngờ vận khí tốt như vậy, thật sự gặp được rồi. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ồ.
Giang Ly Hận tựa như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái, ngay sau đó tiếp tục cuộc đối thoại, thật ra thì, đổi lại bình thường, nếu như có người quấy rầy tôi ngâm suối nước nóng, vào lúc này hẳn là đã trở thành một xác chết rồi. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản theo bản năng lui về sau một bước, cái vị trước mặt này thật sự không phải là một người dễ trêu vào. Bất quá, Giang Ly Hận nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, bất quá, với gương mặt này, tôi có thể để cho cô sống thêm 3 phút. Diệp Oản Oản. Ôi thật là vinh hạnh quá đi. 3 phút luôn đấy. Giang Ly Hận tiếp tục tận hưởng cảm giác thư thái khi ngâm mình trong suối nước nóng, ánh mắt khẽ sáng lên, tiếp tục nói, nếu như cô nguyện ý mặc đồ nữ, ít gì cũng phải mặc váy, đi tới gặp tôi có thể tăng thời gian thêm thành 5 phút. Diệp Oản Oản. Còn có loại lập luận này. Giang Ly Hận, a, nếu như sẵn lòng xóa tóc dài xuống, có thể nhiều hơn được 1 phút nữa. Diệp Oản Oản. Thật là đội ơn, ngài. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đột nhiên hiểu ra. Cho nên nói, cái gã Giang Ly Hận này, có lẽ nào cũng là một đồng đạo, cũng bị nhan sắc chi phối. Nàng chỉ nghe nói cái tên này có sở thích vô cùng độc lạ, thích chỉnh người khác, làm sao lại không biết hắn lại là một người, trông mặt bắt hình dong cơ chứ. Không ngờ gương mặt này lại đem lại tác dụng như vậy, cũng có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Khục khục, 3 phút là đủ rồi. Diệp Oản Oản dằn cho lòng mình trấn tĩnh lại, vội vàng lên tiếng. Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy tiếc nuối, vậy cũng tốt, nói một chút coi tương đương. Diệp Oản Oản nói ra ý đồ của mình thật nhanh, tôi cần giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm, Giang bang chủ ngài ra giá đi. Giang Ly Hận thoạt tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười ra tiếng, tiểu nha đầu, cô thật đúng là biết đòi hỏi nhiều à nha. Cô có biết thứ đồ chơi kia là thứ mà đời này tôi vừa ý nhất, ưa thích nhất hay không? Diệp Oản Oản. Nàng thật sự không biết thứ đồ chơi kia thật sự có gì hay. Giang Ly Hận lắc lắc mái tóc ướt rầm rề của mình, ha ha, mỗi lần nhìn thấy đồ chơi kia, tôi đây liền có thể liên tưởng đến bộ dáng lão già chết tiệt nọ giận đến dậm chân, thật sự là quá thú vị, không phải sao? Diệp Oản Oản. Lão già chết tiệt, là chỉ lão viện trưởng học viện xích diễm, đúng chứ? Người này, quả nhiên là có sở thích độc lạ mà. Về điểm này, lời đồn lần này lại hoàn toàn không sai. Vậy, phải như thế nào anh mới chịu đem giáo bia này giao cho tôi? Chỉ cần là việc tôi có thể làm là được. Diệp Oản Oản vẫn muốn cố gắng một chút. Giang Ly Hận trầm ngâm cân nhắc một phen, cũng không phải là không thể, trừ phi cô có thể làm ra chuyện càng vui vẻ hơn để cho tôi xem. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, nàng làm sao lại làm ra được chuyện gì càng vui vẻ hơn để hắn xem chứ? Giang bang chủ, chuyện càng vui vẻ hơn là muốn ám chỉ. Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Chương 1985, rốt cuộc chơi hay không? Để cho tôi suy nghĩ một chút đã. Giang Ly Hận vùi đầu khổ sở suy nghĩ, mấy giây sau, khẽ nháy mắt nhẹ một cái, đúng rồi, cô biết Tu La chủ chứ? Từng thấy chưa? Diệp Oản Oản, biết, từng thấy rồi. Diệp Oản Oản không ngờ đột nhiên hắn ta lại nhắc tới Tu La chủ, vì vậy thoáng sửng sốt một chút. Giang Ly Hận than thở, hích, tên kia thật sự là quá không thú vị, tôi đặc biệt muốn nhìn thấy một số điều đặc biệt thú vị bắt nguồn từ hắn. Diệp Oản Oản, cho nên, anh muốn thấy cái gì? Không bằng, cô đi, cưỡng hôn, hắn một cái, để cho tôi nhìn xem hắn có phản ứng như thế nào. Giang Ly Hận dường như cho là mình vừa nghĩ ra một chủ ý vô cùng hay, mặt đầy vẻ hưng phấn. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, trầm mặc rất lâu, anh đang nghiêm túc sao? Làm sao lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, vị đại lão này, anh có biết không, có khả năng đây là một lời đề nghị tặng không cho nàng điểm cống hiến đấy. Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Như thế nào đây, chơi không, nếu như cô dám, tôi liền đem đồ vật giao cho cô. Giang Ly Hận mặt đầy hưng phấn nói. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, Giang bang chủ, yêu cầu này của anh cũng quá mức khiến cho người khác khó xử rồi. Đây còn không phải là anh đang đòi mạng của tôi sao? Đổi thành người khác, yêu cầu này còn không phải là sẽ nhất định gây ra án mạng sao? Toàn bộ Độc Lập Châu, sẽ không có một ai dám làm loại chuyện như vậy. Cái gã Giang Ly Hận này biết rất rõ rằng không có khả năng, mà còn muốn đưa ra loại yêu cầu này. Giang Ly Hận nháy mắt nói, đó là vì cô đòi, tiểu bảo bối, của tôi trước, đó cũng là đang đòi mạng của tôi. Tôi cũng rất thiệt thòi à nha. Diệp Oản Oản.
Người này làm sao lại có thể vô sỉ như vậy? Diệp Oản Oản mở miệng đáp, được, tôi nhận, nhưng chúng ta đã thỏa thuận xong rồi đó. Đến lúc đó tôi làm, anh cũng đừng có mà ăn vạ. Cô thật sự làm, chậc chậc chậc, xưa nay nghe tóc húi của ca gan lớn, không ngờ cô không phải là có lá gan lớn, mà là ngu si. Người không biết không sợ, hẳn là chỉ số thông minh có vấn đề. Giang Ly Hận mặt đầy vẻ đồng cảm. Chạy đi làm loại chuyện dâng mạng này, còn không phải là bị ngu sao? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tụng trong đầu trăm lần câu, 15.000 điểm cống hiến, cố nhịn không so đo với hắn ta, rốt cuộc có định chơi hay không đây? Chỉ cần anh đáp ứng với tôi là sẽ không lật kèo. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần cô dám, Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu. Được, như thế, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà, lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên đổi ý, chờ một chút, tôi đổi ý, như vậy không thú vị. Nếu như cô hôn một cái xong liền bỏ chạy, như vậy rất là vô vị. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, vậy anh còn muốn như thế nào? Giang Ly Hận suy tư thật lâu, không được, không được, phải có hạn chế, cần có hạn chế về thời gian. Cô cần phải hôn đủ một phút, hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, đại lão, vậy thôi anh để cho tôi đi chết luôn đi, liền như vậy. Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng, hôn môi không thể thay đổi, thời gian có thể hơi hơi ngắn một chút, vậy thì 30 giây. Diệp Oản Oản, anh cảm thấy Tu La chủ giết tôi cần mấy giây? Giang Ly Hận, 10 giây đồng hồ đi, không thể ít hơn nữa. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, ok chơi luôn. Nếu như là thời kỳ trăng mật, đương nhiên bao lâu đều được. Nhưng mà, với quan hệ hiện tại của nàng và Tư Dạ Hàn, hôn tận 10 giây, chẹp, nói chung cũng có chút nguy hiểm. Thật vừa đúng lúc, ngay sau khi nàng và Giang Ly Hận mới vừa bàn điều kiện xong, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo choàng tắm đang đi về hướng của bọn họ. Người đi trước, Diệp Oản Oản nhận ra là môn chủ Đồ Môn Tạ Thiên Xuyên, mà người đi sau cách đó một bước. Chính là, đối tượng đánh cuộc của bọn họ, Tu La chủ. Giang Ly Hận đầy hào hứng, liền nháy mắt với nàng, bắt đầu. Chương 1986, Tu La chủ bị cưỡng hôn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang bị Tạ Thiên Xuyên cứng rắn kéo qua ngâm suối nước nóng thư giãn một chút. Giang Ly Hận và Tư Dạ Hàn hai người này, một tên lười muốn chết, sổng một cái là chạy ra ngoài chơi không làm việc, còn luôn chê hắn xấu xí đỉnh công, một tên lại cuồng làm việc không phân ngày đêm, kéo kiểu nào cũng không chịu đi, cũng đủ làm tim hắn bể nát. Tư Dạ Hàn một lòng đều đang suy nghĩ về tin nhắn Diệp Oản Oản mới vừa gửi tới kia, biết được hiện tại hẳn là nàng đã đến Sơn Trang. Cuối cùng, vạn vạn không ngờ tới, lại có thể gặp nàng ở chỗ này. Lại còn là ở dưới tình huống này. Giang Ly Hận ngâm trong suối nước nóng, tựa vào bờ đá đang nói với nàng cái gì đó, bộ dáng có vẻ rất là cao hứng. Cái tên Giang Ly Hận kia thích tắm, khỏa thân, nhất định là ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có. Mặc dù biết khoảng cách và góc độ kia của Diệp Oản Oản không thấy được gì cả, nhưng mà, tình cảnh này, vẫn khiến cho anh huyết khí dâng trào. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Nàng đang nói với Giang Ly Hận cái gì, sao lại trò chuyện vui vẻ như vậy? Thời điểm Diệp Oản Oản quay đầu lại, thứ nàng nhìn thấy chính là sắc mặt cực kỳ âm lãnh lại khó coi của Tư Dạ Hàn. Hích, làm bậy rồi, quả nhiên là còn đang tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Điểm cống hiến vinh dự của nàng đó. Ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác Giang Ly Hận lại dùng khẩu hình miệng nói với nàng một câu, phải hoàn thành trong vòng một giờ đó nha. Diệp Oản Oản đều sắp tức muốn chết rồi. Tên khốn này, làm sao lại luôn đặt ra thêm điều kiện giữa chừng như vậy hả? Trong khoảng một giờ, cơ hội nhìn thấy Tư Dạ Hàn của nàng, sợ là chỉ có hiện tại mà thôi. Diệp Oản Oản rất sợ cái tên Giang Ly Hận kia sẽ nghĩ ra thêm điều kiện khó đỡ nào đó nữa. Không có cách nào, chỉ có thể bạch 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 đi mấy bước, chạy đến trước mặt của Tư Dạ Hàn, vừa nhìn anh, vừa suy nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ? Xông lên hôn ngay, rất có thể sẽ bị cắt đứt, không đủ 10 giây. Dù sao trước đây, thời điểm khi cái tên này cáu kỉnh với nàng, ngay cả giờ giờ thử bàn tay cũng không cho, làm sao sẽ có thể cho hôn? Nhưng mà, nếu như phải cho anh ấy một lời giải thích, trời đất, nàng biết giải thích như thế nào đây? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên đi về phía mình, ánh mắt hơi nhăn lại, bởi vì vẻ mặt của cô nhìn qua rất tức giận. Nàng tức giận.
nàng đang giận cái gì? Đúng rồi, Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản nghe được Giang Ly Hận lại đang gọi nàng nữa, không phải là lại ra thêm điều kiện đấy chứ? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, chợt nhào thẳng về phía Tư Dạ Hàn. Quả nhiên, nàng thấy Tư Dạ Hàn dường như định nghiêng về phía sau né tránh theo bản năng. Vì vậy, Diệp Oản Oản cắn răng ghé bên tai Tư Dạ Hàn, mở miệng uy hiếp, không cho phép tránh, trong 10 giây đồng hồ vô luận em làm cái gì cũng không cho phép động đậy. Nếu không em liền lấy loa lớn đi đến cao ốc của võ đạo công hội. Diệp Oản Oản lại dùng lại một chiêu giống trước đó y như đúc. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt đầy hung tợn của cô gái, thoáng dùng mình, thật sự không động đậy nữa. Nhưng mà, không phải là bởi vì sự uy hiếp của nàng, mà là bởi vì ánh mắt của nàng gần như vậy, đẹp lung linh như vầng trăng ngày rằm, nhấn chìm anh trong vẻ đẹp đó, khiến anh không thể nào rời tầm mắt của mình đi. Diệp Oản Oản thấy vậy, nhất thời đầy kinh hỉ, vội vàng nhón chân lên, nắm chặt cơ hội không chút do dự hướng về đôi môi của Tư Dạ Hàn. Hôn tới. Trong nháy mắt khi đôi môi mềm mại của cô gái chạm vào môi mình, cả người Tư Dạ Hàn như thể vừa tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, tràn đầy nét không cách nào tin nổi, hai tay buông thõng bên người bỗng vô thức nâng lên. Tư Dạ Hàn hoàn toàn không ngờ tới nàng lại đột nhiên hôn tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, em. Cho là Tư Dạ Hàn muốn né tránh, Diệp Oản Oản nóng nảy, ôm lấy cổ của anh, kéo sát về phía mình, càng dùng sức hôn mạnh, đồng thời khẽ tách miệng ra, thấp giọng cảnh cáo, không được nhúc nhích. Chương 1987, ai cho cô ta lá gan? Sau đó, Tư Dạ Hàn liền dựng thẳng sống lưng, khôi phục lại trạng thái không nhúc nhích như tượng, mặc cho cô gái dán môi vào môi anh, thậm chí còn nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi ấy. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, Tư Dạ Hàn không biết qua bao lâu, nhưng thời gian đủ lâu để anh nhận ra được đây không phải là ảo giác. Lúc này, tóm, một tiếng, là tiếng vật gì đó rớt vào trong nước vang lên. Phụt khục 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 sao tiếng sặc nước sao? Miệng nó, sau lưng truyền tới âm thanh của Giang Ly Hận bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngoài ý muốn chợt té vào trong suối nước nóng. Vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này lại có thể thật sự dám làm. Đệt, ai cho cô ta lá gan? Cô ta thật đúng là không muốn sống nữa sao? Một bên, Tạ Thiên Xuyên cũng là một vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đứng ngơ ngác ở nơi đó, không cách nào tin, nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên nhào qua, cưỡng hôn, Tư Dạ Hàn. Cô gái này là ai? Có phải điên rồi hay không? Cô ta có biết mình đang làm cái gì không? Tư Dạ Hàn, Tu La chủ của A Tu La, lại có thể tại địa bàn của mình, bị một nữ nhân cưỡng hôn, rồi hả? Tôi cạn lời rồi, Bạch Minh Chủ, cô cũng quá liều mạng rồi đấy. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến, danh xưng tóc húi cua ca hoàn toàn xứng đáng. Giang Ly Hận thật vất vả mới lảo đảo bò dậy, mặt đầy vẻ suýt xoa, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp. Trong lúc hắn nói câu đó, Diệp Oản Oản đã hoàn tất thời gian hôn đủ 10 giây rồi. Mà Tư Dạ Hàn thật sự từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều hoàn toàn không nhúc nhích một chút. Giang Ly Hận cảm thấy Tư Dạ Hàn nhất định là đã tức đến ngu luôn rồi, mặt đầy vẻ đồng tình mà nhìn Diệp Oản Oản nói, Bạch Minh Chủ, có cần tôi đi không sợ Minh thông báo một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự giúp cô hay không? Nói xong, hắn dùng một dáng vẻ có chút hả hê nhìn về phương hướng của Tư Dạ Hàn. Không tệ, không tệ, hắn vừa mới thành công nhìn thấy được từ trên gương mặt của cái tên này một biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Điều này thật đúng là không dễ dàng mà. Tiếp đó khẳng định là sẽ rất giận dữ muốn đi giết người đó nha ha ha ha. Giang Ly Hận vừa nghĩ vừa nằm ở bên cạnh ao, ngỏng cổ nhìn về phía hai người, mong đợi không thôi, chờ xem kịch vui. À dạ, chuyện này, một bên, Tạ Thiên Xuyên từ trang phục của Diệp Oản Oản và lời nói của Giang Ly Hận mới vừa rồi, đã suy đoán ra thân phận của Diệp Oản Oản. Mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng biết nữ nhân này khẳng định chết chắc. Mà tình hình hôm nay như thế này, thật sự là không thích hợp thấy máu. Bọn họ chính là tới để kết minh, nếu như đột nhiên thủ lĩnh chết hay bị giết, vậy coi như không xong. Nhưng bậy nhất chính là, nữ nhân này làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đối với Tư Dạ Hàn, làm sao còn có thể có đường sống. Tạ Thiên Xuyên đang vắt hết óc nghĩ xem khuyên nhủ thế nào. Một giây kế tiếp, lại ngây ngẩn. Tư Dạ Hàn trước đó còn đang nghĩ mãi không ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Theo phản ứng của Giang Ly Hận, liền biết ngay việc Diệp Oản Oản đột nhiên nhào qua hôn anh là có điểm kỳ quặc nào đó. Anh có thể đoán được,
rất có thể, mới vừa rồi Oản Oản hôn anh, không phải là bởi vì muốn hôn nên mới hôn, mà rất có thể có nguyên nhân khác. Nhận định này khiến cho băng tuyết nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn hóa thành hỏa diễm. Phù, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. 10 giây đồng hồ đến rồi. Hơn nữa còn là Giang Ly Hận tận mắt thấy đấy. Lần này chung quy là hắn không thể chối nữa đi. Điều kiện hoàn thành, Diệp Oản Oản rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây kế tiếp, đón lấy con người bốc lửa hừng hực của Tự Dạ Hàn, nàng trợn tròn mắt. Xong rồi, hiện tại cái vị, trước mặt, này biết làm sao trấn an đây. Chuyện kia, thật ra thì, em có thể giải thích. Diệp Oản Oản giơ tay lên, cố gắng cầu xin tha thứ. A ha 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 ha, hắn sẽ không cho cô thời gian nói thêm đâu. Sau lưng, Giang Ly Hận vẫn còn đang cười ha hả trên nỗi đau của người khác. Diệp Oản Oản sạm mặt lại, cái tên này làm sao thích ăn đòn như vậy? Tư Dạ Hàn, không cần giải thích. Bên tai truyền tới âm thanh lạnh đến dọa người của Tư Dạ Hàn. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khẩn cấp điều động tế bào đại não nghĩ biện pháp, ánh mắt Tư Dạ Hàn chuyển động, không hề nghi ngờ chính là đang nhìn chằm chằm mặt của nàng. Một giây kế tiếp, anh khẽ cúi người, chủ động hôn lên môi của nàng. Chương 1988, chúng tôi trong sạch. Dưới trạng thái bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Oản Oản trực tiếp bị hôn đến bối rối. Tôi là ai? Đây là đâu? Người này lại là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Về phần Giang Ly Hận, vốn đang chờ đợi Tư Dạ Hàn đổ sát tại trận, vạn vạn không ngờ tới, hắn ta lại có thể chủ động hôn đáp trả. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người, quả thật là cứ như thể phải chịu đựng đả kích cực lớn vào trong sâu thẳm linh hồn của mình. Một giây kế tiếp, tóm một tiếng, Giang Ly Hận mới vừa đứng vững lại trượt chân rơi vào trong ao nước. Tay của Tạ Thiên Xuyên nắm thành cú đặt ở bên mép, ho khan kịch liệt một trận. Giang Ly Hận sặc ra vài ngụm nước, rốt cuộc cũng chật vật bò dậy được. Giang Ly Hận hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Điên cuồng day day hai bên trán của chính mình, không không không. Nhất định là mình ngâm suối nước nóng lâu quá, ngâm đến mức não bị úng nước, ngu luôn rồi. Ngờ đâu, trước đó một giây vẫn còn đang tự an ủi mình, một giây kế tiếp liền nhìn thấy, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Bạch Phong, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm của nàng một cái, tựa hồ là khuyến mãi, thêm một nụ hôn nhanh sau cùng, từ tốn nói một câu, huề nhau. Giang Ly Hận trợn mắt há hốc mồm. Mặt đầy biểu cảm kiểu thế giới này tan vỡ rồi sao, lại còn con miệng nó huề nhau. Coi như là bị đánh chết, hắn cũng không nghĩ tới diễn biến của câu chuyện lại phát triển theo hướng này. Tư Dạ Hàn lườm Giang Ly Hận đang ngâm mình trong suối nước nóng một cái, nhặt lấy một chiếc khăn tắm lớn đang treo trên móc, tiện tay ném một cái lên trên người Giang Ly Hận, phủ kín mặt hắn ta, nghiêm cấm hắn tiếp tục hành vi khỏa thân. Giang Ly Hận luống cuống tay chân túm lấy chiếc khăn tắm trên đầu, tôi nhổ vào. Cậu làm cái gì vậy? Muốn làm tôi chết ngộp à? Tư Dạ Hàn vẫn còn chưa hài lòng, lại chuyển ánh mắt sang trên người của Tạ Thiên Xuyên. Trên người Tạ Thiên Xuyên mặc dù có mặc đồ tắm, nhưng áo choàng tắm lại mở bung ra, không hề cột dây che kín lại những chỗ cần che. Tư Dạ Hàn theo dõi hắn, dây áo, cột lại. Ặc, vâng, vâng, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng lúc này Tư Dạ Hàn thật sự khiến cho Tạ Thiên Xuyên cảm thấy sợ sệt. Vì vậy ngoan ngoãn cột áo choàng tắm lại cho đàng hoàng. Đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy hả? A dạ, cậu uống lộn thuốc. Giang Ly Hận không cách nào tin nổi, nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt. Thời khắc này, trong mắt Tư Dạ Hàn hiển nhiên chỉ có một người, không để ý đến Giang Ly Hận, mà lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, giải thích. Xong rồi, rốt cuộc cũng tới phần, nghiêm hình tra hỏi, rồi sao? Diệp Oản Oản chụm hai đầu ngón tay lại vào nhau. Không nói hai lời, theo bản năng vội vàng nhận sai trước, em sai rồi. Sau khi nhận sai xong, Diệp Oản Oản lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao nàng lại phải nhận sai? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản nhất thời đổi thái độ, đầy hùng hồn mà bẻ ngoắt giọng điệu, không đúng. Giải thích cái gì chứ? Em hôn anh chẳng lẽ còn cần phải có lý do sao? Tư Dạ Hàn, nhìn chằm chằm dáng vẻ có ly chẳng sợ. Của cô gái, trong lúc nhất thời Tư Dạ Hàn chợt có cảm giác không biết nên nói cái gì. Một bên, Giang Ly Hận càng lúc càng có linh cảm mình vừa phát hiện ra được cái gì đó, nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút. Cuối cùng, hắn phát hiện ra bầu không khí giữa hai người này không được bình thường, dùng sức ném chiếc khăn tắm trên đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Oản Oản, cả giận nói, không. Không đúng, mẹ nó,
Bạch Phong, cô con mẹ nó lại dám gài hàng tôi. Cô và cái tên này sớm đã có gian tình, có đúng không? Diệp Oản Oản. Rốt cuộc giờ mới phản ứng, bất quá đã muộn. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc, không có, anh suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi trong sạch à nha. Vừa dứt lời, một cái ngón tay thon dài đặt lên bên tai của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Tư Dạ Hàn thấy nàng đang ở trước mặt Giang Ly Hận phủi sạch quan hệ với mình, âm thanh khàn khàn từng chữ một vang lên ở trên đỉnh đầu nàng, trong. Sạch. Chương 1989, muốn nhìn tôi mất khống chế. Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn cười cười, không có, không có, không có, chúng ta không trong sạch, đương nhiên là không trong sạch. Em đây chỉ là qua loa lấy lệ lừa Giang Ly Hận đấy. Giang Ly Hận, tôi nghe được đấy. Không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến, khục, anh nghe được thì kệ anh. Giang bang chủ, điều kiện là do chính anh quyết định. Trước đó sao anh lại không hỏi quan hệ giữa tôi và Tu La chủ trong sạch hay không, hiện tại không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ. Giang Ly Hận lau nước trên mặt, đáy mắt trở nên âm độc. A, Bạch Minh chủ, cô được lắm. Thậm chí ngay cả tôi cũng dám đào hố. Không hổ là thủ lĩnh của một trong tam đại cự đầu của tội ngục tội ác chồng chất, áp lực lúc trầm mặt xuống khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả nhiệt độ của suối nước nóng chung quanh hắn ta dường như cũng giảm chừng mấy độ. Diệp Oản Oản sợ đến run lập cập, theo bản năng né tránh, nép vào sau lưng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Giang Ly Hận cùng với thân thể trần truồng của hắn sau khi đứng lên, mặc quần áo vào. Cậu bảo tôi mặc thì tôi phải mặc sao? Giang Ly Hận làm mặt lạnh, 3 giây sau, soạt một cái lập tức ngoan ngoãn nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh che mình lại. Chẳng qua là do hắn cảm thấy hơi lạnh thôi nha. Gì đó, chuyện không liên quan đến em. Diệp Oản Oản vội vàng cố hết sức phủi sạch quan hệ, biểu thị chính mình cũng không hề đi gây chuyện. Sau khi nói xong, nhanh chóng đổ tội cho Giang Ly Hận, chẳng qua chỉ là em đến tìm Giang bang chủ hỏi hắn có thể giúp một chuyện, giao giáo bia của học viện lính đánh thuê Xích Diễm cho em hay không. Anh xem, nếu hắn đã không muốn đưa thì nói không đưa đi, em cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Nhưng hắn lại gài hàng em, không đúng, là gài hàng anh. Hắn nói đặc biệt muốn nhìn gương mặt anh khi bị tê liệt mất khống chế sẽ có hình dáng gì, nên mới giật dây để em cưỡng hôn anh. Còn nói nếu như em dám làm, hắn sẽ đưa giáo bia cho em. Tư Dạ Hàn, thật sao? Muốn nhìn tôi mất khống chế? Không, tôi không có, tôi không muốn. Giang Ly Hận chân chân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản đang tố giác đồng phạm, giận đến sắp hộc máu. Đệt, đánh cược cá nhân, cái cô nàng này lại có thể đi mét người nhà. Cô ta là học sinh tiểu học sao? Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, vẫn còn chưa tin, chuyện này là không thể nào, hai người các người từ lúc nào đã cấu kết với nhau. Cái tên A Dạ này không phải là đã có một ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp, không phải là nàng không được hay sao? Tu La chủ lại có thêm tóc húi cua ca, đây là cặp đôi quỷ dị gì? Diệp Oản Oản nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, lượng tin tức thật lớn. Quả thật là không thua gì lần đó Thu Thủy tiết lộ chuyện của nàng và Kỳ Tu Nhiễm. Tư Dạ Hàn lại có một ánh trăng sáng hiền lành thuần khiết. Diệp Oản Oản nghe vậy, trầm ngâm đáp đúng, không sai, tôi chính là ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp đó đây. Tư Dạ Hàn. Giang Ly Hận thiếu chút nữa bị chọc cho phì cười rồi, Bạch Minh chủ, cũng không biết tự cân nhắc xem chỗ đứng của mình ở đâu. Giữ chút thể diện đi. Diệp Oản Oản nhất thời hướng về Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú, A Cửu, ánh trăng sáng của anh. Ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành trong lòng anh, chẳng lẽ không phải là em sao? Thần sắc Tư Dạ Hàn khẽ run, nhất thời không hề mở miệng. Diệp Oản Oản chân chân nhìn chòng chọc anh. Không biết qua bao lâu, trong không khí rốt cuộc vang lên một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Mặc dù chỉ ngắn ngủi có một chữ, nhưng lại khiến cho trái tim thiếu nữ của Diệp Oản Oản dạo dực đập rộn rã. A, à, thật đúng là nàng rồi. Chuyện này tựa hồ có chút chấn động. Không hiểu tại sao, có thể là từ trong tiềm thức, nàng cảm thấy người đó chính là mình. Nhưng thời điểm thực sự lấy được sự khẳng định của Tư Dạ Hàn, vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chương 1990, chuyện đó khá là gian nan. Ấn tượng của nàng ở trong lòng Tư Dạ Hàn, lại có thể kinh người. Như vậy sao? Thuần khiết, hiền lành, tốt đẹp. Gì gì đó. Nàng thật sự là càng ngày càng muốn nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Giang Ly Hận đã cạn lời thật rồi, để cho tôi yên tĩnh. Giang bang chủ, anh muốn yên tĩnh cũng được, nhưng có thể trước tiên hoàn tất vụ cá cược của chúng ta được không? Diệp Oản Oản vội vàng nhớ tới chính sự. Giang Ly Hận, một tảng đá lớn như vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể mang theo bên người hay sao? Diệp Oản Oản cười híp mắt, vậy thì làm phiền Giang bang chủ một lát nữa hãy phái người đưa tới. Giang bang chủ ngài chính là lão đại của Thiên Hận, chắc hẳn sẽ không thiếu nợ tôi một tảng đá. Lòng Giang Ly Hận đang rỉ máu. Vạn vạn không ngờ tới, lại lật thuyền trong mương, hắn lại có thể có một ngày bị người ta chơi xỏ. 15.000 điểm cống hiến tới tay, tâm tình Diệp Oản Oản quả thật cao hứng như muốn bay lên, mặt đầy sùng bái nhìn về phía Tư Dạ Hàn, bảo bảo, cảm ơn anh quả thật là lợi hại. Giang Ly Hận, giáo bia chính là tôi đưa cho cô đấy. Lợi hại cái gì chứ, anh ta không hề làm gì cả. Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, là Thất Tinh đang gọi điện thoại cho nàng. À, thủ hạ đang tìm tôi đi trước, bye tương đương. Thừa dịp Giang Ly Hận còn chưa thay đổi chủ ý, Diệp Oản Oản vội vàng chuồn mất. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn biết, rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc là nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Giang Ly Hận gấp không kịp đợi truy hỏi, miệng nó. Cậu và Bạch Phong rốt cuộc là có chuyện gì? Tư Dạ Hàn lãnh đạm đảo mắt nhìn hắn một cái, cậu thấy cái gì thì chính là cái đó. Tôi nhổ vào, vậy thì có chút quá kích thích rồi đi. Năm đó người lừa cậu rời đi không phải là một tiểu lâu la không biết tên của Không Sợ Minh hay sao? Tôi còn nhớ cô ấy là một tiểu bạch hoa đáng thương bị Không Sợ Minh cưỡng ép bắt đi bán mạng cho bọn họ, làm sao lại biến thành Không Sợ Minh chủ tiếng xấu vang dền, tội ác chồng chất rồi vậy hả? Lão Tạ, tôi nhớ không lầm, đúng không? Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng đáp, tôi cũng nhớ là như vậy. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống, dường như lâm vào trầm tư. Thật ra thì, ngay từ lúc sau khi biết được Diệp Oản Oản trở lại Độc Lập Châu, lại trở thành Không Sợ Minh chủ, anh cũng đã bắt đầu hoài nghi. Bây giờ, sự hoài nghi này cũng đã được chứng minh không sai biệt lắm. Sợ rằng, nàng cũng không phải là cái gì mà tiểu lâu la bị Không Sợ Minh khống chế. Mà là, Không Sợ Minh chủ, Bạch Phong. Chấm chấm chấm. Cái tên Giang Ly Hận này, mặc dù là người có sở thích quái dị, nhưng thực hiện cá cược thật là mau, rất nhanh đã phái người mang một tấm giáo bia lớn giao qua cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản giở tấm vải đỏ che kín bia đá lên, nhìn mấy chữ, học viện lính đánh thuê Xích Diễm, miệng cười tâu toét. Vạn vạn không ngờ tới, 15.000 điểm cống hiến cứ như vậy mà vào tay. Thương thương, tiểu bảo bối của chị, tiểu giáo bia của chị, điểm cống hiến của chị. Diệp Oản Oản đang vui vẻ, Bắc Đầu và Thất Tinh thở hồng hộc tìm tới. Bắc Đầu, Phong tỷ, có thể tìm được tỷ rồi. Tỷ chạy đi đâu vậy? Ánh mắt Thất Tinh lưu ý đến đồ vật ở trong tay của Diệp Oản Oản, đây là. Cái này cái gì vậy? Bắc Đầu định thần nhìn lại, trợn to hai mắt, miệng nó. Giáo bia, đây không phải là giáo bia của học viện Xích Diễm sao? Phong tỷ, tỷ làm cách nào vậy? Lại có thể từ trong tay lão đại Thiên Hận đoạt vật này tới tay. Phong tỷ, tỷ quả thật là nghịch thiên rồi. Cặp mắt của Bắc Đầu sáng lên, mặt đầy sùng bái. Thần sắc của Thất Tinh cũng rất là khiếp sợ. Vị thủ lĩnh Thiên Hận kia cũng không phải là dễ đối phó. Phong tỷ, làm sao tỷ thuyết phục hắn? Diệp Oản Oản sắc mặt ngưng trọng đáp, quá trình kia tương đối là gian nan hiểm trở, quả thật là cửu tử nhất sinh. Chương 1991, còn hẹn hò. Diệp Oản Oản chém gió trên trời dưới đất, tự bịa ra một trận đại chiến, xoay Bắc Đầu lắc la lắc lư. Mặc dù Thất Tinh cảm thấy có chỗ nào đó sai, nhưng hiện tại quả thật là không nghĩ ra được nàng làm bằng cách nào. Như vậy, giáo bia làm sao bây giờ? Để chỗ nào đây? Bắc Đầu hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời dùng tấm lụa đỏ phủ kín tấm giáo bia cao khoảng chừng một người lại, ôm lấy, đương nhiên là mang theo bên người rồi. Bắc Đầu, mang theo bên người. Cái này, có chút lớn. Diệp Oản Oản không yên tâm để cho người đưa trở về, đã quyết định chủ ý sẽ đích thân mang đến học viện đổi lấy điểm cống hiến. Đây chính là 15.000 điểm cống hiến đó. Thất Tinh, Phong tỷ, để đệ mang cho. Diệp Oản Oản, không cần, để tự tôi mang. Thất Tinh, Bắc Đầu, đúng rồi Phong tỷ, mới vừa rồi tỷ chạy đi không còn thấy bóng dáng chính là đi lấy thứ đồ chơi này hả? Diệp Oản Oản, đúng vậy, thì sao? Bắc Đầu cẩn thận dò xét từng ly từng tí, không hề. Làm một vài chuyện khác.
bận bịu cướp giáo bia, khẳng định là không có thời gian làm chuyện khác, phải không? Diệp Oản Oản, có chứ, còn hẹn hò. Bắt đầu. Rất nhanh, thủ lĩnh các thế lực lớn lần lượt đến. Trạng vạng, hội nghị chính thức bắt đầu. Bên trong phòng họp tiếng người huyên náo. Về căn bản mọi người cũng đang thảo luận chuyện gần đây thủ lĩnh của nhiều thế lực tại Độc Lập Châu không hiểu vì sao lại mất tích. Nghe nói ngay cả Kỷ Hoàng cũng bị dính độc thủ. Rốt cuộc là người nào, lại có bản lĩnh lớn như vậy? Ai biết được? Đúng lúc này, nơi cửa, hai thân ảnh một trước một sau đi vào. Tạ Thiên Xuyên đi đầu, mặc âu phục màu dỉ đồng, sắc mặt nghiêm túc lạnh giá. Đằng sau là Giang Ly Hận lững thững đi theo, nhìn qua giường như tâm tình có chút không tốt, biểu cảm vô cùng dọa người. Bên trong phòng hội nghị, mọi người đang ngồi ở đây nhất thời tất cả đều á khẩu, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Lúc này, Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí tương đối gần chót của phòng họp, nhưng lại ôm trong ngực một vật khổng lồ cao bằng một người lớn, phía trên còn phủ vải lụa màu đỏ sậm, có thể nói là tương đối nổi bật. Giang Ly Hận bỗng dừng bước lại, nhìn chòng chọc giáo bia trong ngực Diệp Oản Oản, quả thật là tức giận đến hộc máu. Diệp Oản Oản thấy ánh mắt Giang Ly Hận bất thiện, lập tức ôm giáo bia chặt thêm một chút. Làm gì đó? Đây chính là cục cưng của ta. Đã không còn là tiểu bảo bối của ngươi nữa rồi. Khục, mãi đến khi Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Giang Ly Hận mới không cam lòng miễn cưỡng thu tầm mắt khỏi giáo bia, lần nữa cất bước, ngồi xuống ghế chủ tọa. Không lâu sau khi Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận ngồi xuống, vị thủ lĩnh cuối cùng của tội ngục cuối cùng cũng đã đến rồi. Tóc bạch kim, quần áo đen, dung mạo đẹp mê người, như một bá tước ma cà rồng cao quý của màn đêm. À, đây... Đây chính là Tu La chủ đúng không? Chậc chậc, A Tu La quay trở lại, tội ngục đây là như hổ thêm cánh. Nghe nói, trên mặt nổi, người quản lý tội ngục là Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận. Trên thực tế, vị Tu La chủ này mới là đầu não và nhân vật trọng yếu. Nếu không phải là năm đó Tu La chủ đột nhiên mất tích, bây giờ sợ rằng ngay cả võ đạo liên minh cũng đều không trấn áp được tội ngục, chậc chậc. Thấy Tư Dạ Hàn xuất hiện, tinh thần Diệp Oản Oản nhất thời hưng phấn hơn. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chàng trai. Ánh mắt của cô gái thật sự là quá nóng bỏng, dù cho Tư Dạ Hàn có muốn xem nhẹ cũng không được. Ánh mắt trong vắt lạnh lùng của anh không tự chủ được liền rơi vào trên người nàng. Bất quá, chỉ một cái chớp mắt đã lập tức được cưỡng chế thu hồi lại. Diệp Oản Oản thấy tầm mắt của người ta chỉ nhìn nàng có một giây đồng hồ, đã lập tức rời đi, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, buồn bực không thôi. Không phải chỉ hôn anh ta có một cái. Chẳng lẽ nhỏ mọn như vậy sao? Đây rõ ràng là phúc lợi dành riêng cho nàng mà. Chương 1992, mới vừa đoạt lại. Diệp Oản Oản giận khôn nguôi, sờ sờ tấm giáo bia trong tay, tâm tình mới khá hơn một chút. Tính kỹ một chút, dầu gì anh cũng giúp nàng kiếm được nhiều điểm cống hiến như thế. Hết lần này tới lần khác, lúc này bắt đầu còn ở bên cạnh sỏ tiền mẻ, Phong tỷ, đừng nhìn nữa. Người ta là nhân vật mà tỷ có thể mộng tưởng hay sao? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, lười nói nhảm với cậu ta. Rất nhanh, đám người đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Không Sợ Minh, cũng ở trong thời gian đã hẹn đi tới đại sảnh hội nghị, trực tiếp đi về phương hướng Diệp Oản Oản đang ngồi. Minh chủ, đây là... Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn vật thể không xác định cực lớn được phủ vải đỏ ở trong tay Diệp Oản Oản. Nhị trưởng lão trầm ngâm, chẳng lẽ là lễ ra mắt minh chủ chuẩn bị cho tội ngục? Bắt đầu bĩu môi một cái gì chứ, đây là vật mà Phong tỷ mới từ trong tay tội ngục đoạt lại đấy. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hội nghị lần này, trừ thủ lĩnh các thế lực lớn nổi tiếng tại Độc Lập Châu gia, còn có các vị cao tầng của những thế lực này cũng sẽ không vắng mặt. Tạ Thiên Xuyên nhìn chung quanh, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ bất mãn. Bọn họ nhân danh tội ngục mời rất nhiều người. Nhưng mà số lượng có mặt, lại không đủ một nửa. À, được tội ngục mời, thật là có phúc khí. Bỗng nhiên, cửa chính phòng họp bị mở ra, một vị nữ nhân tướng mạo không tầm thường, đi ở phía trước nhất, mặc một bộ váy dài, thần sắc vạn phần cao ngạo. Nhiếp gia, một số đại lão các thế lực Độc Lập Châu nhìn về phía cô ta, thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tội ngục lại còn mời cả tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Cho tới nay, tứ đại thế gia đều là nước sông không phạm nước giếng đối với tổ chức như tội ngục, cơ hồ không hề có gì dính líu. Mà lần này, Nhiếp gia trình diện, lại khiến cho người ta có chút ngoài dự liệu. Nhiếp Linh Lung,
nhìn thấy nữ nhân dẫn đầu Nhiếp gia, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Nhiếp Linh Lung đúng là đại diện của Nhiếp gia, tham dự hội nghị lần này. Nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung là ai? Một vị cao tầng của thế lực nọ, nhìn về phía nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung, thần sắc hiếu kỳ. Điều này mà cũng không biết, chị của Nhiếp Linh Lung, em gái của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Ưu. Cô ấy chính là kỳ tài Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, nghe đồn mất tích nhiều năm, lại còn có hôn ước với Kỷ Hoàng. Không sai, chính là cô ấy. Sau khi biết được thân phận của Nhiếp Vô Ưu, một số cao tầng hoặc thủ lĩnh của Độc Lập Châu, trên mặt đầy nụ cười lấy lòng, chủ động chào hỏi Nhiếp Vô Ưu. Mọi người đều biết, Nhiếp gia có ba đứa con, lão đại Nhiếp Vô Danh, thứ hai là Nhiếp Vô Ưu, thứ ba mới là Nhiếp Linh Lung. Bây giờ, Nhiếp gia chủ mẫu tuổi tác đã lớn, dựa theo quy củ và tập tục của Nhiếp gia, đoán chừng, cũng đã gần tới lúc thế hệ kế tiếp tiếp quản Nhiếp gia. Mà lão đại Nhiếp Vô Danh, tính cách tương đối thoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí là có chút kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, độ nhạy cảm không đủ, lại còn thường xuyên đắc tội với người khác. Có lẽ, Nhiếp gia tuyệt đối sẽ không có khả năng được giao cho Nhiếp Vô Danh. Mà Nhiếp Linh Lung đứng hàng thứ ba, là do Nhiếp Vô Ưu năm đó từ bên ngoài nhặt về, chính là con gái nuôi của Nhiếp gia. Tuy nói bây giờ còn có vẻ xuất sắc hơn so với Nhiếp Vô Ưu, cũng thích hợp tiếp quản Nhiếp gia hơn, nhưng bản thân lại không có huyết mạch của Nhiếp gia, cho nên, phỏng chừng cũng không làm nên trò trống gì. Mà trong ba huynh muội này, người duy nhất có khả năng tiếp quản Nhiếp gia, cũng chỉ có cái vị Nhiếp Vô Ưu đã mất tích nhiều năm này. Hiện tại nếu như có quan hệ tốt với Nhiếp Vô Ưu, sau này, cũng tương đương với giữ được quan hệ tốt với Nhiếp gia. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, không có bất kỳ một thế lực nào muốn có xung đột hay xích mích gì. Ha ha, đều nói Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng thuộc hàng nhất đẳng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một vị lão giả nào đó nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, luôn miệng cười nói. Chương 1993, chính là không biết xấu hổ như vậy. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu hướng về phía lão giả gật đầu cười một tiếng, coi như là đáp lễ. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nhiếp Linh Lung chợt rơi vào trên người Diệp Oản Oản cách đó không xa, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường không hề che giấu chút nào. Theo ánh mắt Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu cũng nhìn về phía Diệp Oản Oản, sau đó mở miệng cười nói, thì ra là Bạch Minh Chủ. Đúng rồi, Bạch Minh Chủ lấy thân phận gì tới? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu vừa cười vừa nói. Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía ả ta, mặt không chút thay đổi đáp, có ý gì? Nói chung cũng không có ý gì, chỉ là tôi tò mò, Bạch Minh Chủ lấy thân phận không sợ Minh Chủ tới tham gia hội nghị lần này, hay là lấy thân phận nghĩa nữ của Nhiếp gia chúng ta để tới dự hội nghị? Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh. Sợ là các vị chưa biết, đường đường Minh Chủ không sợ Minh. Tóc húi cua ca của Độc Lập Châu, sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến. Bây giờ Bạch Minh Chủ lại quấn lấy Nhiếp gia chúng ta, giả mạo thân phận của nữ nhân bình thường, trà trộn vào Nhiếp gia chúng ta, lừa gạt mẹ ta thu nhận cô ta làm nghĩa nữ. Khóe miệng, Nhiếp Vô Ưu, khẽ nhếch lên. Nhiếp Vô Ưu, vừa dứt tiếng, bên trong phòng hội nghị, thần sắc không ít cao tầng và đại lão các thế lực đầy kinh ngạc. Không sợ Minh lại còn có thể làm ra được loại chuyện này. Sớm mấy năm. Không sợ Minh không phải vẫn còn có chút ân oán với Nhiếp gia hay sao? Hiện nay, Bạch Phong của Không Sợ Minh lại có thể giả mạo nữ nhân bình thường, lừa Nhiếp chủ mẫu thu nhận cô ta làm con gái nuôi. Chuyện này không khỏi. Ha ha, Vô Ưu, cô nói xem, vị này là Minh chủ Không Sợ Minh đấy. Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu có phong cách hành sự gì, mọi người đều biết. Giả mạo một cô gái bình thường, lừa gạt Nhiếp gia chủ mẫu thu nhận cô ta làm nghĩa nữ. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Không sợ Minh từ trước đến giờ chính là ra mặt dày như vậy. Một vị thủ lĩnh cười nói. Chu Thái, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Tam trưởng lão sầm mặt lại nhìn về phía vị thủ lĩnh kia. Chu Thái, ta còn nhớ các ngươi gần đây lại có một nhóm tài nguyên muốn đưa ra bên ngoài, không sai chứ? Cũng được, không sợ Minh chúng ta rất lâu rồi chưa thực hiện phi vụ nào, ngươi chờ đó. Tam trưởng lão dứt tiếng. Sắc mặt lão thủ lĩnh kia nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên, Bạch Minh Chủ, đây chính là cách làm việc của Không Sợ Minh các ngươi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẹo đầu liếc lão ta một cái, lãnh đạm thờ ơ mở miệng đáp, giống như Chu lão người mới vừa nói, Không Sợ Minh chúng ta cho tới bây giờ chính là không biết xấu hổ như vậy đấy. Ngươi,
trên trán lão ta hiện ra một lằn gân xanh, con ả này đúng là không biết xấu hổ. Còn không đợi lão ta tiếp tục mở miệng nói chuyện, cửa chính phòng hội nghị lần nữa được mở ra. Mười mấy vị lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh, cầm đầu là một vị nam nhân mang theo mặt nạ màu bạc. Nhìn thấy đoàn người đi tới, sắc mặt mọi người tại đây đều khẽ biến. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng không nhịn được thoáng kinh ngạc. Võ đạo liên minh công hội. Lần này, thậm chí ngay cả võ đạo liên minh công hội, tội ngục cũng đều mời. Giờ phút này, ánh mắt Tạ Thiên Xuyên rơi vào trên người gã đàn ông đeo mặt nạ, lên tiếng nói, phó hội trưởng, lần này là hội nghị tội ngục bọn ta triệu tập, Tạ mỗ này lại không nhớ, có khi nào từng mời võ đạo liên minh công hội. Trong lúc nói chuyện, phó hội trưởng tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp, sao chứ, võ đạo liên minh công hội chúng ta muốn tới, còn cần phải được mời sao? Nghe phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội nói, sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên, trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay cả thế lực khác, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì, để tránh lên trước làm bia hứng đạn. Chương 1994, quả nhiên là náo nhiệt. Lời của vị phó hội trưởng này, cuồng vọng đến cực hạn, nhưng nào ai dám phản bác gì. Một vị phó hội trưởng xuất hiện, đại biểu cho cả võ đạo liên minh công hội. Gần đây, rất nhiều đại nhân vật có máu mặt của Độc Lập Châu mất tích, khiến cho tâm lý của mọi người tại Độc Lập Châu hoang mang. Võ đạo liên minh công hội chúng ta coi như là người giám sát, có quyền đến bất kỳ địa phương nào điều tra. Lần này tội ngục mở hội nghị, mời nhiều người như vậy, chúng ta tới xem tình hình một chút, nghe xem các ngươi nói cái gì, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ai biết được các ngươi đang mưu tính cái gì, có lẽ, những người mất tích đó, là do các ngươi làm, chuyện này cũng chưa biết chừng. Rất nhanh, phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội đưa ra lời cáo buộc. Chuyện này dường như cũng có chút đạo lý. Có đạo lý cái rắm, đám người kỳ hoàng mất tích ly kỳ, thì có liên quan gì tới chúng ta? Đúng vậy, chói trời chói đất, ai dám chói kỳ hoàng chứ? Nói đường đường chính chính như thế, ai biết có phải là do võ đạo liên minh công hội bọn hắn làm hay không? Giờ phút này, một số vị cao tầng và thủ lĩnh khe khẽ bàn luận. Được, nếu võ đạo liên minh công hội hoài nghi là do chúng ta làm, vậy thì cứ tùy tiện điều tra. Ta còn thực sự hy vọng phó hội trưởng không phải về tay không, tốt nhất là điều tra ra được một ít gì. Một bên, Giang Ly Hận cười lạnh một tiếng. Võ đạo liên minh công hội, tại Độc Lập Châu, đúng là có quyền giám sát. Đây cũng là do năm xưa tất cả các thế lực của Độc Lập Châu bỏ phiếu bầu ra. Bây giờ, võ đạo công hội muốn giám sát, vậy thì hãy để cho bọn họ giám sát là được rồi. Võ đạo liên minh công hội có thời gian rảnh rỗi như vậy, bọn họ cũng không tổn thất gì. Nếu không, nếu như đuổi võ đạo liên minh công hội đi, chuyện này truyền đi, Độc Lập Châu, làm không khéo có khi sẽ bị cho là bọn họ chột dạ. Võ đạo liên minh công hội bên này mới vừa ngồi vững vàng, thời điểm hội nghị chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên, từ bên ngoài lại có một nhóm người đông đảo đi vào. Người cầm đầu, ước chừng 28 đến 29 tuổi, tướng mạo tuấn tú, mặc quần áo phổ thông, nhưng chẳng biết tại sao, cả người thoạt nhìn lại hết sức âm nhu. Ha ha, quả nhiên là náo nhiệt. Người đàn ông cầm đầu, đảo mắt qua toàn trường một cái, nhẹ giọng cười nói. Là hắn, người xếp thứ hai trong số bát đại thần dưới trướng kỷ hoàng, cổ ngự. Cổ ngự lại có thể chẳng qua chỉ xếp hàng thứ hai. Nghe nói bản lãnh của hắn cực lớn, là kiện tướng đắc lực nhất của kỷ hoàng, tài năng của bản thân, cũng không kém gì kỷ hoàng rồi. Đứng đầu là ai? Cũng không rõ nữa, nhóm bát đại thần dưới trướng kỷ hoàng gồm 8 người, nhưng tổng cộng chỉ có 7 người ra mặt. Người cuối cùng thập phần thần bí, căn bản là chưa từng có ai gặp được. Thậm chí có người nói, vị cuối cùng trong số bát đại thần, căn bản chính là bản thân kỷ hoàng. Người bên cạnh cổ ngự, Diệp Oản Oản đương nhiên nhận biết, là người thường xuyên ở bên cạnh kỷ hoàng, khô cốt, cũng thuộc nhóm bát đại thần. Ngồi đi, Tạ Thiên Xuyên nói. Nghe tiếng, cổ ngự khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, ngồi ở một bên. À, ánh mắt Diệp Oản Oản đúng lúc rơi vào trên người một gã đàn ông trong đám người thuộc thế lực của kỷ hoàng. Giờ phút này, anh ta đang tò mò hướng về chung quanh quan sát. Diệp Oản Oản hơi có chút cạn lời. Cái con hàng nhiếp vô danh này làm sao lại đi theo thế lực của kỷ hoàng chạy tới tham gia náo nhiệt. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu đi, cũng không hy vọng nhiếp vô danh nhìn thấy chính mình. Ha ha, em gái ngoan, em cũng có mặt sao? Nói sợ cái gì gặp cái đó. Nhiếp vô danh liếc mắt đã thấy Diệp Oản Oản,
chợt, nhanh chân đi tới bên cạnh nàng. Diệp Oản Oản, làm gì vậy, Cương thì sao, còn không đi lấy ghế cho tôi. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Bắc Đẩu một cái. Chương 1995, em gái ngoan. Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thấy Diệp Oản Oản cũng không nói gì, nên cậu ta chỉ có thể nghe lời rời cái ghế, đặt ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Sau khi Nhiếp Vô Danh ngồi xuống, Diệp Oản Oản lập tức mở miệng hỏi, anh không đi theo người của Nhiếp gia tới, lại theo người của Kỳ Tu Nhiễm tới làm gì? Quả thực Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được, Nhiếp Vô Danh giàu gì cũng là lão đại Nhiếp gia, đến mức đó sao? Cắt, bọn họ không dẫn anh tới, anh có biện pháp gì? Vì vậy chỉ còn cách đi theo người của Kỳ lão đệ tới đây mà thôi. Nhiếp Vô Danh nói, anh tới làm gì? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là đến điều tra về tung tích Kỳ lão đệ rồi, thuận tiện xem thử có cơ hội làm ăn nào không, kiếm ít tiền. Nhiếp Vô Danh cười nói, Diệp Oản Oản, điều tra tung tích của Kỳ Tu Nhiễm là giả, muốn tìm cơ hội làm ăn, kiếm tiền mới là thật đi. Thời khắc này, Diệp Oản Oản vạn phần thương xót cho Kỳ Tu Nhiễm, anh ta sao lại kết giao với một bằng hữu như vậy hả? Đúng rồi, em gái ngoan. Nhiếp Vô Danh vô cùng tự nhiên, trong nháy mắt ôm cổ của Diệp Oản Oản, kê vào lỗ tai nàng nói, chuyện thuốc giải suy tính thế nào rồi? Anh là thực sự lo lắng cho em, thương xót cho em. Tử quỷ nói với anh, thời gian của em không còn nhiều lắm. Diệp Oản Oản, thời gian không còn nhiều lắm là cái quỷ gì, có biết nói chuyện hay không? Thấy Nhiếp Vô Danh ôm cổ của Diệp Oản Oản, một ánh mắt lạnh giá thấu xương, từ trong mắt, chàng trai nào đó, nổi lên, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh như băng này, ngay chính cả Diệp Oản Oản cũng không nhịn được khẽ run lên. Xong rồi, ông chủ xưởng giấm lại bắt đầu sản xuất cả tấn giấm rồi. Nhưng đây chính là anh ruột của mình cơ mà. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể vô cùng tự nhiên, trong lúc lơ đãng, đem tay của Nhiếp Vô Danh gạt ra, lúc này mới khiến cho người nào đó đình chỉ tạo giấm. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thật ra thì hôm nay từ lúc bắt đầu ra ngoài, Diệp Oản Oản cũng đã cảm thấy thân thể của mình có chút gì đó không đúng, lẩm bẩm cái chỗ chết tiệt này không mở máy lạnh sao? Làm sao mình lại có cảm giác nóng như vậy nhỉ? Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác, trời đang lạnh, mở điều hòa làm gì? Diệp Oản Oản, vậy sao nàng lại có cảm giác như đang bị thiêu đốt dưới cái nóng giữa trưa hè, nhất là khi đón lấy ánh mắt của Tư Dạ Hàn. Rõ ràng khuôn mặt tên kia vẫn luôn lạnh lùng như vậy, lạnh đến đóng băng. Lúc đó, Diệp Oản Oản cũng không hề chú ý tới, trên cổ của nàng mơ hồ xuất hiện từng đường lằn nhỏ màu đỏ nhạt, cứ như một tấm mạng nhện chậm rãi lan tràn. Một khắc cuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, người của Thẩm gia cũng rốt cuộc cũng chạy tới. Trừ Thẩm gia gia, ngay cả thế lực được cho là có địa vị thấp nhất trong tứ đại thế gia, Lăng gia, cũng phái ra đại biểu tới dự. Đại biểu Lăng gia, là một người đàn ông trung niên. Sau khi ông ta xuất hiện, không khỏi hướng về Diệp Oản Oản quan sát nhiều thêm mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông nọ, Diệp Oản Oản cũng lập tức nhìn lại, nhưng mà, ông ta đã thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ. Nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tuyên bố hội nghị bắt đầu. Các vị có thể tới, tội ngục chúng tôi vô cùng cảm ơn. Tạ Thiên Xuyên mở lời. Cân nhắc những chuyện phát sinh gần đây, đề tài hội nghị lần này, cần phải có một chút điều chỉnh. Mọi người hẳn là đều đã biết, đoạn thời gian gần đây, Độc Lập Châu xảy ra một ít chuyện, kể cả Kỳ Hoàng và mười mấy vị hảo bằng hữu khác, Ly Kỳ mất tích, chúng tôi tin rằng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Giang Ly Hận nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Giang Ly Hận một cái. Lại nói, cái tên Giang Ly Hận này đúng thật là khéo ăn nói. Cái gì mà hảo bằng hữu, có một số người phỏng chừng hắn ta còn chưa từng bao giờ gặp nữa là. Chương 1996, lấy tiền không làm việc. Ha ha, người khác ta bất kể, nhưng mà Kỳ Hoàng nhà ta lại cũng mất tích. Các vị ở đây, hy vọng các ngươi đều sạch sẽ không chút tạp chất, không nên để cho ta biết là ai làm. Nếu không, chuyện ngọc đá cùng vỡ, chúng ta cũng có thể làm được. Tin rằng mọi người cũng đều biết tác phong làm việc của Cổ Ngự này, đúng không? Cổ Ngự khẽ mỉm cười, đảo mắt qua toàn trường một cái, chợt hướng về Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn nhiều thêm mấy lần. Ha ha, chuyện đó là tất nhiên, Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta, gần đây cũng đều đang tích cực điều tra chuyện này, tin rằng,
không bao lâu, sẽ có kết luận. Phó hội trưởng võ đạo công hội mở miệng cười nói. Đây cũng coi như là chuyện lớn. Các vị, lão đại nhà các người mất tích, dựa hết vào chính các người điều tra, vậy cần điều tra tới khi nào? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, mở miệng nói các vị hãy liên hệ với chúng tôi. Tôi và đoàn đội của tôi, chính là lính đánh thuê ưu tú nhất của Độc Lập Châu. Chỉ cần các vị đưa tiền, lão đại của các vị chính là cha mẹ ruột của chúng tôi. Chúng tôi dù có đào sâu 3 thước, 30 thước, cũng sẽ tìm ra người giúp cho các vị. Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là chúng tôi không làm được. Diệp Oản Oản. Đây không phải là anh ruột tôi con miệng nó không nhận biết hắn. Tuyệt đối không nhận biết. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta. Thôi đi, ai mà không biết đoàn đội của Nhiếp Vô Danh ngươi chính là đoàn đội lừa đảo, nổi danh lấy tiền không làm việc. Một vị đại lão lên tiếng nói. Diệp Oản Oản. Ai nói ta lấy tiền không làm việc, có gan thì đi ra, nói ngay trước mặt ta. Lão tử lúc nào lấy tiền không làm việc rồi hả? Trừ phi, số tiền chưa đủ. Nhiếp Vô Danh nhất thời tức giận quát lên. Lần này, Diệp Oản Oản có thể làm chứng cho vị đại lão nọ. Đám người Nhiếp Vô Danh, đúng là chuyên lấy tiền nhưng làm việc chẳng ra sao. Trông cậy vào đám người Nhiếp Vô Danh bọn họ đi tìm người, chỉ sợ là có chờ đến hóa đá, cũng sẽ không có gì tiến triển. Bất quá, đoàn đội của Nhiếp Vô Danh, thỉnh thoảng cũng sẽ tương đối đáng tin. Nhưng chuyện này con miệng nó hoàn toàn là hên xui, có được hay không? Tới đây, các người hỏi Bạch Minh chủ của Không Sợ Minh một chút đi, cách làm việc của đoàn đội chúng tôi, rốt cuộc có hiệu quả hay không, có phải là nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất hay không? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang xem náo nhiệt, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt bán cái cho nàng. Một màn này, khiến cho Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới. Diệp Oản Oản, anh, con miệng nó chứ? Ặc, thấy ánh mắt không ít người rơi vào trên người mình, giờ phút này, Diệp Oản Oản thần sắc lúng túng, cũng không biết nên nói gì. Thật ra thì, vẫn tương đối đáng tin. Chúng tôi từng hợp tác rất nhiều lần, đoàn đội của Vô Danh, nói chung là tương đối đáng tin. Dù sao cũng là anh ruột của mình, lần này Diệp Oản Oản chỉ có thể làm trái lương tâm. Lại hỏi Cổ Ngự và Khô Cốt đi, bọn họ là người của Kỳ Hoàng. Nhiếp Vô Danh lại nói. Chuyện này. Cổ Ngự hơi nhíu mày, một lát sau gật đầu một cái, vô cùng đáng tin. Nhưng mà, có nói lời hoa mỹ đến mấy, lại cũng không có một ai tin tưởng. Mộng phát tài của Nhiếp Vô Danh, dường như cũng không thành công. Ngày hôm qua lấy được một tin tức, tộc trưởng của Khương thị cổ tộc, trong lúc đi ra ngoài đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì. Rất nhanh, Tạ Thiên Xuyên tiếp tục nói. Tộc trưởng, cổ tộc, Khương thị. Nghe câu này, thần sắc mọi người tại đây đại biến. Tộc trưởng cổ tộc, đó là khái niệm gì? Lại cũng có thể mất tích. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Đoạn thời gian này, Độc Lập Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cửa chính phòng hội nghị bỗng vang lên một tiếng, rầm, thật lớn, chợt bị ai đó từ bên ngoài tung một cước đá văng. Chương 1997, không mời mà tới. Vào giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều nhất thời giận dữ. Hội nghị hôm nay là do tội ngục tổ chức, tất cả những người tới dự đều là đại nhân vật có máu mặt tại Độc Lập Châu. Người nào lại dám làm càn như thế? Hàn quang trong mắt Tạ Thiên Xuyên chợt lóe lên, mặt Giang Ly Hận thì lại đầy vẻ hứng thú. Ngược lại rất muốn biết, đến tột cùng là vị nào vội chạy đi đầu thai như vậy. Ngoài cửa, người đàn ông nọ mặt không cảm xúc, ăn mặc tùy ý, một mái tóc dài như tiên nhân, dài tới tận bên hông. Anh ta chậm rãi bước đi, nhưng mà, uy áp kinh người, lại khiến cho hô hấp của người khác có chút dồn dập. Ôi, đệt! Nhìn thấy là ai tới, bắt đầu run lên thấy rõ cẩu. Cẩu tạp, cẩu ca. Dịch Thủy Hàn đi tới đại sảnh của phòng họp, không coi ai ra gì đi tới chính giữa, nhìn quanh toàn người là người, chợt đi tới bên cạnh một vị trưởng lão của võ đạo liên minh công hội. Thấy ánh mắt cẩu tạp trùng nhìn mình, vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội kia nhíu chặt lông mày. Trong lúc nhất thời, trên trán có mồ hôi lạnh thấm ra. Tránh ra. Dịch Thủy Hàn lãnh đạm thờ ơ ra lệnh. Dưới ánh mắt của mọi người, vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội kia cắn răng, chỉ có thể nhường lại chỗ ngồi. Giờ phút này, vẻ đăm chiêu trên mặt Giang Ly Hận kia, hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thay vào đó, là vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có. Dịch huynh, sao anh lại tới đây? Phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội,
kinh ngạc quan sát Dịch Thủy Hàn. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn cũng không hề đáp lại lấy một lời. Cánh tay khẽ nhếch lên, đầu tiên là chỉ vào Giang Ly Hận, kế đó là Tạ Thiên Xuyên, lại tới Nhiếp gia, Lăng gia, và cả Thẩm gia các loại. Là ai, chói tộc trưởng cổ tộc? Hồi lâu sau, Dịch Thủy Hàn mặt không biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Nghe tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Ai chói tộc trưởng Khương thị cổ tộc? Bọn họ làm sao biết được? Coi như là chói, chắc cũng chính là cẩu tạp chủng chói mới đúng. Độc Lập Châu làm gì có người nào không biết, cẩu tạp chủng muốn tiêu diệt toàn bộ cổ tộc. Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía cẩu tạp chủng, hoài nghi trong lòng. Trước đó, Diệp Oản Oản đã từng nghi ngờ, những người Độc Lập Châu mất tích nọ, có khả năng nào là do cẩu tạp chủng làm hay không? Nhưng hôm nay cẩu tạp chủng không mời mà tới, còn nói ra câu này. Ai chói cổ tộc, lập tức giao người cho ta, không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ta diệt toàn tộc. Ánh mắt kinh người của Dịch Thủy Hàn đảo qua toàn trường, trong giọng nói lạnh như băng, bao hàm trong đó một áp lực khiến cho người khác không cách nào dám kháng cự hay phản bác lại. Dịch Thủy Hàn nói vậy, khiến cho mọi người dù có giận cũng không dám nói. Bọn họ nếu có bản lãnh như anh ta thì may ra mới có cửa đi chói tộc trưởng cổ tộc được. Dịch huynh, chuyện này, người ngoài không biết, nhưng những việc này, quả thực là không hề có bất cứ quan hệ nào tới Nhiếp gia. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng giải thích. Om sòm, Dịch Thủy Hàn lườm, Nhiếp Vô Ưu một cái, lạnh giọng nạt. Nhiếp Vô Ưu, anh. Chân mày Nhiếp Linh Lung cũng khẽ nhíu lại, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Ngươi chỉ được nghe ta nói. Dịch Thủy Hàn lần nữa cắt ngang. Dịch huynh, hôm nay là hội nghị do tội ngục tổ chức, cho dù Dịch huynh thật sự muốn làm khó dễ, có thể chờ sau khi hội nghị của chúng ta kết thúc hay không? Tạ Thiên Xuyên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng hỏi. Không đợi Dịch Thủy Hàn nói chuyện, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về Võ Đạo Liên Minh nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng nói, Dịch Đại Hiệp, anh có thể hỏi Võ Đạo Liên Minh công hội một chút. Chói tộc trưởng cổ tộc, cũng chỉ có Võ Đạo Liên Minh công hội mới có bản lãnh này đi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, ánh mắt Dịch Thủy Hàn liền rơi vào trên người phó hội trưởng. Chê cười, Võ Đạo Liên Minh công hội chúng ta, làm sao sẽ có thể làm ra loại chuyện này? Phó hội trưởng hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh. Chương 1998, hậu trường của nàng cứng rắn. Các ngươi, dẫn ta đi đến trụ sở chính của Võ Đạo Liên Minh công hội, để cho ta điều tra. Dịch Thủy Hàn nói. Dịch Thủy Hàn, người khác nói cái gì ngươi cũng đều tin. Thanh âm của phó hội trưởng có vẻ không vui. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các người sợ cái gì? Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Dịch Thủy Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, phụ họa theo, người bên cạnh ta bất kể, chuyện của cổ tộc, cần phải điều tra rõ, các người phái đại biểu đi điều tra, gặp phải khó khăn, ta có thể giúp một tay. Nhiếp gia chúng tôi, nguyện ý điều tra chuyện này. Đột nhiên. Nhiếp Linh Lung đứng dậy, nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, khẽ mỉm cười nói, tôi và Vô Ưu tỷ tỷ của tôi, có tự tin có thể điều tra rõ. Mọi người tại đây, ai lại không muốn giao hảo cùng cẩu tạp chủng? Nếu như có thể điều tra rõ chuyện này, chưa nói đến danh vọng tại Độc Lập Châu sẽ tăng cao, mà còn có thể khiến cho cẩu tạp chủng thiếu một món nợ nhân tình. Tôi đi, bỗng nhiên, Diệp Oản Oản cũng đứng dậy, tích cực giơ tay xung phong. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ nhíu mày, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sớm nên biết, nàng chỉ cần xuất hiện, liền sẽ không có khả năng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên. À, vị này chính là Minh Chủ Không Sợ Minh, Dịch Đại Ca hẳn là đã biết tác phong làm việc của Không Sợ Minh. Thứ người như vậy, làm sao có khả năng gánh nhiệm vụ lớn này? Hơn nữa, Không Sợ Minh so làm sao được với Nhiếp gia? Vô luận là mạng lưới giao thiệp hay thực lực, một bên... Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Với thân phận Không Sợ Minh chủ hiện tại của nàng, mạng giao thiệp và thực lực quả thật là không bằng Nhiếp gia. Nhưng vậy thì đã sao, hậu trường của nàng cứng rắn. Hơn nữa con trai của nàng còn là đồ nhi của Dịch Thủy Hàn. Mọi người chỉ thấy Dịch Thủy Hàn gật đầu một cái, nói với Nhiếp Vô Ưu, người nói rất có đạo lý. Khóe miệng, Nhiếp Vô Ưu chậm rãi giãn ra. Nhưng mà, nụ cười còn chưa kịp hiện lên, liền đã nghe thấy Dịch Thủy Hàn mở miệng nói, vậy thì chuyện này giao cho Bạch Minh chủ đi. Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung,
mặt, Nhiếp Vô Ưu, đầy vẻ không cách nào tin nổi, Dịch tiên sinh, có phải là ngài có hiểu lầm gì đó rồi hay không? Lời này của Dịch Thủy Hàn há không phải là đang nói, ở trong mắt hắn, mạng lưới quan hệ và thực lực của Nhiếp gia còn không bằng Không Sợ Minh sao? Không chỉ là, Nhiếp Vô Ưu, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng đều mộng bức rồi. Những người khác cũng trố mắt nhìn nhau, đều nghe nói phong cách làm việc của Dịch Thủy Hàn quỷ dị, xem ra là sự thật. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng kích động, ha ha ha, cậu tử, người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, cặp mắt sáng lên, cậu tử, tới đây đánh một trận. Dịch Thủy Hàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái, cũng không mở miệng đáp lại, chẳng qua chỉ nhìn về phía phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đi theo ta đến trụ sở chính các ngươi. Dịch Thủy Hàn nói xong, xoay người rời đi. Hừ, thật là rảnh háng, phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng, người nguyện ý lãng phí thời gian, vậy thì dẫn người đi xem. Sau khi Dịch Thủy Hàn và đám người Võ Đạo Liên Minh Công Hội rời đi, Nhiếp Vô Danh gãi gãi sau ót, có phải là cậu tử sợ anh hay không? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, có cảm giác không giống như là sợ anh. Vậy là, Nhiếp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút. Chắc là, cảm giác xem thường, Diệp Oản Oản nói. Em thì biết cái gì, hắn không nghe thấy anh tuyên chiến. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt tức giận. Diệp Oản Oản, hích, cũng có thể. Nguyên bản, mục đích của hội nghị lần này, cũng là muốn chọn ra một đại biểu, đi điều tra một phen. Xem ra, đã có kết quả, Giang Ly Hận nói. Vốn tội ngục bọn họ dự định làm chim đầu đàn đi thăm dò rõ ràng chuyện này, cũng có thể mở rộng sức ảnh hưởng và hiệu triệu của tổ chức. Không nghĩ tới, lại bị Không Sợ Minh quấy nhiễu rồi. Chương 1999, bệnh này thầy thuốc có thể trị. Nếu đã có kết quả, vậy thì Nhiếp gia chúng ta sẽ không nhúng vào nữa. Hôm nay tới, trừ tham gia hội nghị ra, Nhiếp gia còn có một chuyện muốn tuyên bố. Nhiếp Linh Lung ung dung thản nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Nhiếp gia có chuyện muốn tuyên bố. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đám người Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Linh Lung nghiêm túc mở miệng nói, căn cứ theo quy củ của Nhiếp gia, sắp tới sẽ đến lúc phải thay người nắm quyền Nhiếp gia, mà người nắm quyền đã được chọn xong. Hả, Nhiếp gia sắp đổi gia chủ. Đây chính là tin tức lớn. Gia chủ kế nhiệm sẽ là ai? Trong một loạt tiếng bàn tán kinh ngạc, Nhiếp Linh Lung tiếp tục nói, gia chủ đời tiếp theo của Nhiếp gia sẽ chính là tỷ tỷ của tôi, Nhiếp Vô Ưu. Hy vọng các vị ở tại đây đến lúc đó có thể đến góp vui. Thiệp mời ít ngày nữa sẽ được gửi tới. Nghe lời tuyên bố này, Diệp Oản Oản suýt chút nữa tức ói máu, nhìn về phía cái anh chàng Nhiếp Vô Danh đứng cả nhõng ở bên cạnh, hận không thể đánh cho hắn một roi. Cái tên Nhiếp Vô Danh này làm ăn kiểu gì vậy? Có còn là người của Nhiếp gia hay không vậy hả? Lăn tới lăn lui, vậy mà cái vị trí người nắm quyền cũng không giành được. Anh là heo sao? Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, nhìn Nhiếp Vô Danh. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chép chép miệng, anh nào có biện pháp gì, anh và mẹ bất hòa, bó tay rồi. Hích! Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài, trông cậy vào Nhiếp Vô Danh đi tranh đoạt những thứ này, hay là thôi đi. Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu giả nhìn lại. Được lắm, nàng chờ ngày ấy, muốn cầm quyền Nhiếp gia, thích thì chiều. Màn đêm buông xuống, một buổi hội nghị như vậy là đã đi đến kết thúc trong cảnh gà bay chó sủa. Thấy Tư Dạ Hàn sắp rời đi, Diệp Oản Oản có chút nôn nao, hôm nay vẫn chưa nói với anh được bao nhiêu câu. Đệt, có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt lúc Diệp Oản Oản đứng lên, nhịp thở của nàng bỗng nhiên chậm lại, có cảm giác như huyết dịch đang chảy ngược. Phong tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Bắt đầu thấy vậy tiến lên đỡ lấy nàng. Diệp Oản Oản day day chán, không có việc gì. Bắt đầu không nói gì, nhìn Diệp Oản Oản ôm tấm giáo bia, nhất định là do giáo bia này quá nặng, đã nói để bọn đệ cầm giúp tỷ rồi mà không nghe. Diệp Oản Oản nhất thời liếc xéo qua, nhìn chằm chằm tay của Bắt đầu, tay, bỏ ra, không được đụng vào nó. Bắt đầu vội vàng rụt tay về, được được được, đệ không đụng, đệ không đụng. Tự tỷ mang, để tự tỷ mang nó đi nha nha nha. Thất Tinh có chút bất an nhìn Diệp Oản Oản một cái, bén nhạy phát hiện ra thời khắc này trạng thái của nàng có gì đó không đúng. Nhịp thở của Phong tỷ, làm sao lại hỗn loạn như vậy? Phong tỷ, có phải là tỷ khó chịu chỗ nào hay không? Thất Tinh hỏi. Một bên,
Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản một cái, cũng có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, hích, minh chủ, tại sao nhịp thở của cô lại rối loạn như vậy chứ? Diệp Oản Oản lại day day mi tâm thêm một cái, không có gì. Chỉ là cảm thấy, thân thể, dường như có chút kỳ quái. Bắt đầu, kỳ quái chỗ nào vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn một cái, chỉ một ánh nhìn, tốc độ tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh, toàn bộ dòng máu trong người như muốn chảy ngược. Mẹ nó, nàng gặp chuyện gì vậy? Không đến nỗi ngay cả nhìn anh ấy một cái thôi mà tim đã chịu không nổi, chẳng lẽ không có tiền đồ như vậy sao? Đáng sợ hơn là, nàng không khỏi cảm thấy quần áo mà Tư Dạ Hàn đang mặc. Đặc biệt chướng mắt. Phong tỷ, rốt cuộc là tỷ khó chịu chỗ nào? Đệ đi tìm thầy thuốc xem bệnh cho tỷ nhé. Bắt đầu vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản nhìn bắt đầu một cái, mặt không đổi sắc, đột nhiên tôi rất muốn xé quần áo của Tu La chủ, bệnh này thầy thuốc có thể trị không? Bắt đầu. Thất tinh. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Một bên, mấy vị cao tầng không sợ minh. Chương 2000, không, cô ấy không muốn. Bắt đầu đứng láng tráng ở bên cạnh, che cản tầm mắt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không nhịn được đẩy cậu ta sang một bên, ngay sau đó trực tiếp đi thẳng về hướng của Tư Dạ Hàn. Mẹ nó, nhanh ngăn Phong tỷ lại, tỷ ấy định làm gì vậy? Sẽ không phải thật sự định đi xé. Bắt đầu cơ hồ đã không dám nói tiếp. Cả đám người không sợ minh sợ đến hồn phi phách tán, lập tức lăn một vòng đuổi kịp Diệp Oản Oản. Cũng còn may là trong ngực Diệp Oản Oản còn bận ôm theo tấm bia đá nên đi không nhanh. Bên kia, Tư Dạ Hàn mới vừa đi ra khỏi phòng họp không bao lâu, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng đuổi theo ngăn anh lại. À, Tu La chủ đại nhân, em có đôi lời muốn nói với anh. Bên này, lời Diệp Oản Oản mới vừa nói ra được phân nửa, phía sau một đám người tối sầm mặt vội vàng ba chân bốn cẳng lao lên kéo ngược nàng trở về. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản quan sát, có lời muốn nói với anh. Bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và đám người không sợ minh vừa gắt gao giữ chặt Diệp Oản Oản, vừa chăm miệng một lời đáp, không. Cô ấy không có. Diệp Oản Oản, em muốn. Bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và đám người không sợ minh, không. Cô ấy không muốn. Một đám người nói xong, chân giống như cưỡi cân đầu vân, nhanh chóng lôi Diệp Oản Oản đi rồi. Quả thật là chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh đến nỗi không kịp thấy bóng. Tư Dạ Hàn. Mãi đến khi cả đám chạy ra xa thật là xa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Trời má, thật quá gay cấn rồi. Cũng còn may là kịp kéo minh chủ lại, suýt chút nữa đã gây ra họa lớn. Bởi vì sau khi hội nghị kết thúc thì sắc trời đã tối, tội ngục đều đã an bài xong chỗ nghỉ ngơi cho các thế lực lớn. Không sợ minh ở nơi xa nhất của khu phía Tây, thời điểm mọi người tới nơi, đã có người chuẩn bị xong rượu và thức ăn chiêu đãi từ sớm. Đại trưởng lão đi tới bên bàn cơm, cẩn thận từng ly từng tí rót một ly trà lạnh cho Diệp Oản Oản, tận tình khuyên nhủ, minh chủ à, mặc dù là bất kể có xảy ra chuyện gì chúng ta đều không sợ, nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, ngài nói có đúng hay không? Thật bất ngờ, lần này tam trưởng lão lại gật đầu phụ họa, không sai, không sai, đại trưởng lão nói rất đúng. Vị đại nhân kia sâu không lường được, thật sự là không trêu chọc nổi. Huống chi nơi này còn là đại bản doanh của tội ngục. Diệp Oản Oản trước tiên đem bảo bối, tiểu giáo bia của mình cẩn thận đặt ở bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống, nâng cằm lên liếc thuộc hạ nhà mình một cái, tôi chỉ định nói với anh ấy vài câu thôi, sao các người lại khẩn trương đến vậy? Các người nghĩ gì vậy? Từng người một, sao người nào cũng có tư tưởng thiếu trong sáng đến vậy? Bắt đầu, mới vừa rồi rốt cuộc là ai nói ra câu muốn xé quần áo người ta? Lời nói đáng sợ như vậy. Diệp Oản Oản, coi như là vậy, mới vừa rồi làm sao tôi có thể làm cái gì với Tu La chủ chứ? Coi như có làm gì, cũng phải tìm lúc nào không có người mới làm chứ? Bắt đầu. Lúc không có người, cũng không thể nào làm như vậy được đâu nha. Cả đám người không sợ minh đang tan vỡ, Nhiếp Vô Danh không biết từ nơi nào chen qua, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, gân cổ lên hô vang, phục vụ, thực đơn đâu, nhanh đem thực đơn ra. Lúc này Diệp Oản Oản mới chú ý tới Nhiếp Vô Danh không biết lủi lủi kiểu gì lại có thể đi theo bọn họ tới nơi này, sao anh lại ở đây vậy? Nhiếp Vô Danh cười tâu toét, không phải là mọi người chuẩn bị ăn cơm sao? Thật trùng hợp, anh cũng định ăn cơm, mọi người ăn cùng nhau, há chẳng phải là vui vẻ sao? Diệp Oản Oản, sao không nói thẳng là anh định ăn trực đi? Nhiếp Vô Danh, em gái ngoan, em xem lại lời nói của mình đi.
quan hệ của hai chúng ta như thế nào, làm sao có thể gọi là ăn trực chứ? Người một nhà ăn cơm cùng nhau là chuyện vô cùng hợp với lẽ thường đó nha. Diệp Oản Oản. Cái tên này, cái từ, em gái ngoan, gọi càng lúc càng thuận miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2000.